Hello mấy chị yêu. Xem like chia sẻ bài dùm thương với nha mấy chị ơi. Xem like chia sẻ thì đi một đơn hàng là mấy chị tích lũy được 5.000 đồng nha. Mấy chị chia sẻ bài dùm thương với nha mấy chị. Không kết nối được ta. Ghép quá. Trông lâu nghe gói mới thấy là không im mới liệu ha. Không im lâu nghe gói mới thấy là em luôn á. Hello Bích Huệ. À, còn áo bộ lụa không chị, còn đồ bộ lụa còn nha em, còn đồ ngủ luôn, đồ ngủ mặc tậu ghê á. Hôm qua Thương lái một bộ đồ mà trắng Thương mặc, Thương không có giặt luôn, trời mặc thiệt tậu luôn á mấy chị. Hậu hôn mặc ngủ rồi đã mắt rự luôn, chồng thấy chồng ghiền luôn mà. Mấy chị chia sẻ và like dùm Thương ý nha. Kỳ hết được ha. Mở nhạc cũng không nghi mà. Mở nhạc trung thu cho nó có khí thế chứ sao trung thu đêm nay nó buồn quá. Áo đang mặc có, lát nữa Thương đầu la Thương sẽ chốt áo đang treo và quần Thương đang mặc 100.000 ba món bất kỳ. Mấy chị muốn chốt cái gì mấy chị chốt. Quần hãy chốt quần. Quần em có cả bản khuyên và bản chữ, áo là đủ mè Thương treo phía sau luôn. Cứ 100.000 ba món, mấy chị muốn lấy cái gì lấy. Áo giả đủ ra đẹp giả mang luôn, quần là quần đùi. Quần ô mì nè, chờ Thương xíu chia sẻ bài dùm Thương nha mấy chị. Rồi chờ xíu chị ơi. Chia sẻ bài dùm Thương. Con mắt môi hôn năm nào đã khiến trái tim buồn đùi bây giờ còn say mờ ơi. Mờ đó mờ vậy chứ mờ 58 cm tí mặt cũng được chạy mặt đâu. Nói chung là vô tư cái bụng nó coi dễ đúng sai. Dạ để chị Khúc Trang chờ xíu nha chị yêu ơi. Ôi trà ơi sao mà không được thâu bái cha nó. Em định mở nhạc trung thu luôn nghi cho nó vui mà sao. Rồi chờ em xíu. Mờ chờ em xíu quên được bộ cho tưng tưng sao mà. Ở khó còn có mấy cái này, còn có ở hai khóc chuẩn bị cái gì là khóc nhung đẹp lắm mấy chị. Nhung nhung tên không phải nhung tên nhung gì chứ nhung gì mà nhung lần trước mình cũng gì nhung dạ nhung dạ đúng không nào. Chia sẻ bài giùm em với nha mấy chị yêu ơi. Chị khi nhà nguồn của mì đã quá không đỡ thêm nữa đâu. Mọi người chia sẻ bài lên nha mọi người ơi. Chia sẻ bài dùm Thương quá. Có ơi. Khẩu trang về nhiều lắm. Chưa có trung thu đêm nào buồn như trung thu đêm nay luôn mấy chị hết. Không được coi lăng, không được gì hết trơn. Con em nó đòi lòng đàn mờ, ở đây đâu có ai bán đâu. Xách cái lòng đàn cũ đi chơi rất đồng. Tậu ghê quá. Mê vẫn còn hát, mê nhạc, vẫn được. Còn hát nhạc được. Không kết nối được nữa không? Chịu thua. Cối sai thịt em hết mắt rồi chị ơi. Ghép đôi được này được. Bà nói gì đó. Được bác đang chuyển giọng rồi. Bỏ nhạc trung thu rồi ghi cho vui. Mấy chị yêu chia sẻ bà like dùm Thương ý nha. À quên để giờ chia sẻ bà ba tường chưa em. Em chia sẻ rồi mà. Còn ô mì ôm hả? Ô mì bích ghi à, ô mì ôm còn. Còn lại ba sẹp. Vậy mẹ sai nhiêu? Ô mì về Thương cũng còn nha. À, em còn size 34 thôi mấy chị, với lại một combo 38 là hết. Chia sẻ bài like lên giùm Thương nha mấy chị ơi. Ai chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Mở chút nhạc trung thu ghi cho nó có khí thế mấy chị. Đêm nay trung thu như cùng quá. Trung thu đến rồi mà không thấy đâu. Chiếc đèn ông sao sao đám cánh tươi màu. Em đầy rắc rơi cán cào qua đầu. Em cầm lên sơ. Rồi chia sẻ bài like lên like cho mấy chị. À xem like chia sẻ bài. Hàng đi đơn sẽ được tích lũy 5.000 đồng nha mấy chị. Một đơn. Một đơn là được 5.000 đồng. Tất ra cũng nhiều lắm đó mấy chị yêu ơi. Chứ không phải ít đâu nha. Hàng tháng tôi sẽ thống kê một lần. Tôi sẽ trừ vào đơn hàng tiếp theo cho mấy chị nha. Rồi chia sẻ bài like dùm Thương. Đầu tiên Thương sẽ lên khẩu trang. Khẩu trang nha. Em thì khỏi có tay bóp không cho chị. Đâu vô được đâu. Nè. Sao vậy? Thì nó sao cái nó bị thoát ra. Có biết không biết mật khẩu gì đâu. Thì đẹp bình luận. Thì mở ra là không có đẹp. Thôi đi nhặt vô đi. À đưa đây. Sao mình rồi?
có pin nhạc đi. Nghe mấy người bình luận thì nó tiếng thắng xin lời nhạc đi đừng mở đó. Một mùa ôm mì một áo đang mặc màu xanh rồi chờ xíu mấy chị lên rồi xếp cho cái áo cho chị nhạc ly áo áo nào chị nhạc ly ơi. Từ từ mấy chị, hay chốt áo chốt khẩu trang trước nha mấy chị. Đâu nào em đã gọi là đã đi hàng nha. Áo để em lên mèo nào chốt mèo đó để cho nó dễ. Còn quần sinh nhiệt còn bao la luôn.
hen toàn thì bữa xỉ lái thì em dám bỏ giờ được mượn lên lên đó. Khẩu trang chú hả chị? Hồng em rồi nha. Rồi ai chốt khẩu trang lên em khẩu trang nha. Ai chốt khẩu trang lên khẩu trang. À, chị Hồng Ngon Nguyễn chốt hàng lên cho em số điện thoại nha chị ơi. Khẩu trang Minh Thu Lê Trần nè. Bây giờ em đang sẵn người lớn nè. Còn nhỏ em đang về nha mọi người. Nhỏ đang về nha mấy chị. Chào idol Võ Tiến nha. Idol TikTok. Idol TikTok. Rồi khẩu trang nha mấy chị ơi, lên đây khẩu trang 69.000 nha, 69.000 50 con. Đeo dễ thở lắm, em nói thật sự luôn. Khẩu trang 4D đeo là nó mấy chị là bao phê luôn. Nó dễ thở cực kỳ luôn. Con mấy chị hẹp mua mấy cái lọ đài chép nó nào hẹp cả nghề luôn, nó khỏe. Rồi em vẫn còn 15 con thanh tế 40.000. Để phải chị là những thanh tế mà em chưa kịp đẹp á. Rồi ai chốt khen tém lên em khen tém nha mấy chị, 40.000 một con. Em còn mè hồng, mè tím, mè xanh, mè da gì đây, nhưng mà bốc đại đi mấy chị yêu ơi. Ai chốt khen tém lên em khen tém. Ủa coi chị Nương Trương. Em còn, ra đừng chị bị bếp đi. Em còn bếp, 4 bếp trên mày nè. Em còn dưới nè. Chỗ ra cái, nó dạy đó. Đó, đó, ở dưới đó. Đó. Rồi em vẫn còn bếp răng bơ nha. Chị nào mua bếp về răng bơ giống y như em. Chồng em biểu là chị Mẳng ơi bán 50 cái hay 100 cái chị. Nên la nói là mình bán bếp nó không có bán công thức nha. Bếp đồ thả nó đổ 100% luôn mấy chị, không có hộp nào bị chai. Hàng bếp Mỹ mà hàng chiên dùng bếp răng bơ 59.000 một ký. Bếp nó xem mờ hết rồi tắt lối ơi. Em còn 5 ký, chị nào mua bếp hay lên bếp. Ok, chị nào mua khăn là lên khăn. Bốn đợt nghèo. Nói chung là gia dụng bây giờ là thương có khăn, okay, có bếp răng bơ, có khẩu trang. Đâu, dưới tẩy trang nha mấy chị. Ok, mảng Thanh Thu nè. Một tẩy trang gái nè. Tẩy trang 75.000 hai ái. Vậy chúng ta bỏ mảng trong cái chân một quý hai bạn đỡ tôn tôn ship. Ok chị Như Lê. Ok chị Như Lê khẩu trang nè. Rồi, chia sẻ bài dùm thương với nha mấy chị. Xem like, chia sẻ, tích lũy tiền nha mấy chị yêu ơi. Chị Như Lê này gọi điện chị là con chị đi máy nha. Nên là chốt hàng phải, mình phải cầm máy nha chị ơi. Ship Hội Hương 10.000 thì Đức Phan ơi. Ship đồng giá huyện Hội Nhơn Thương là 10.000 đồng nha mấy chị. Trong tỉnh Bình Định là 20, khác tỉnh là 30. Ngoài ra hiện giờ nhà thương đang có chương trình tri ân khách hàng. Nói chung là từ nay cho đến khi nào thương nghỉ bán luôn. Là mỗi đơn hàng mấy chị đi là mấy chị được tính lại được 5.000 đồng nha. Khẩu trang bé chưa về. Thống kê một lần và trừ tiền vào đơn hàng tiếp theo. Trên trang của thương có ghim á nha mấy chị yêu. Chị Nghi ơi, khẩu trang bé chưa về chị Nghi nha. Trung rồi. Bị 2 khăn tém nè. Còn mười mấy cái khăn tém thôi mấy chị, tranh thủ nha. Tẩy trang là 75.000, 2 bạch mua lĩ, 1 bạch là 40.000. Chia sẻ và like dùm thương nha mấy chị. Bếp một ký chị Phạm Hồng Ái nè. Bếp thả răng bơ nó nổ ghê luôn mấy chị, 100% không bị lép hột nào luôn. Bếp này là nổ không có bơ nha. Về mình tự bỏ bơ vô mình rang chứ. Em tin bơ. Thằng chồng em kêu đúng là bơ nào. Bếp răng bơ đúng là bơ. Đâu áo quần thương đang mang 100.000 ba con bất kỳ. Mấy chị muốn chọn áo thì áo, muốn chọn quần là quần, áo của nó là áo. Sĩ mất qua tên nha, tên Zalo chị nó ơi. Giả mang luôn mấy chị ơi. Nè mấy chị ơi, con này phê luôn. Con này mấy chị, cái giải đuổi á mấy chị. Gọi là đuổi điều hòa. Rồi bản mèo áo thương treo, quần là chỉ có mèo đen thôi nha mấy chị. Như lại còn mèo tím, mèo đỏ đô. Áo cũng lấy ba cái ba mèo chứ thiệt sự là mèo nào cũng đẹp hết á. Mèo nào cũng đẹp, nói chung là mấy chị muốn chọn gì chọn. Muốn ví dụ hai áo một mèo thì mấy chị là ghi áo đỏ áo xanh kẹo một quần. Hoặc là áo xanh áo vàng kẹo một quần. Chị Trang hồi thấy chị Thương khéo tay không? Kẹo một quần. Tại do mới lần 1 á, chiều nay em sẽ làm lại lần 2 là ba lỗ xéo 10kg đổ xuống mặt vừa. Rồi size 40 tới 60kg mặt vô tư nha mấy chị. Nè cái màn đuổi điều hòa nó đẹp lắm. Free style. Mấy chị nhận là phê luôn. Size 60kg quay đầu dùm thương nha. 40 tới 60kg. Rồi quần áo, mấy chị muốn chọn quần thì quần, muốn chọn áo thì chọn. Hoặc là hai áo, một quần hai áo thì tùy ý nha. Quần là thương sẽ bóc ngẫu nhiên, có cả lưng chữ và lưng như thế này. Quần là có size, mấy chị để là số ký không bóc size quần cho nha. Có mã khuy và có cả mã chữ. Có cái mã chữ này chỗ đâu, mấy chị cái mã chữ nha. Mình giới thiệu một cái. Có cả mã khuy và mã chữ nha. Thương sẽ bóc ngẫu nhiên cho mấy chị luôn. Chia sẻ và like dùm Thương nha mấy chị ơi. Ai chưa ấn trang của Thương thì nhớ ấn trang của Thương nha. Rồi chia sẻ bài dùm Thương. Rồi 100.000 có thể chọn áo hoặc quần bất kỳ dùm Thương nha. Có quần thương có mèo đen, có mèo tím cái đồ rồi. Áo hả? Quần á, quần á.
màu tím có trắng. Một cái quê đỏ đô màu tím à. Rồi chia sẻ bà La chọn áo giùm Thương nha. À, hồng, đen, cam, xanh, à, vàng, vàng nghệ, da mà trắng. Để xem cái màu trắng ra để nó phân biệt. Rồi em chốt áo cho mấy chị nha. Áo vàng, hồng, cam. Rồi áo quần, áo nha mấy chị. Nhìn em nói thiệt luôn mấy chị luôn á. Cái giải đuổi nó đẹp dã man luôn nha. Hàng nào giải được thì Thương sẽ nói được. Hàng nào giải thương thì Thương sẽ báo giải thương cho mấy chị nha. Để mấy chị thích thì mấy chị chốt cho chị Trần Duy. Để lỡ nhận gì mấy chị tập vẹn là buồn ấy. Ok chị Xuân lành áo một trên trắng đen vàng. Chọn áo, chọn quần, muốn chọn gì chọn. Chị nào muốn lấy một quần, hai áo, muốn lấy một áo, hai quần gì tùy ý nha. Rồi có 100.000 ba món bất kỳ. Rồi quần là Thương có tâm coi dạng 4 chiều. Quần Thương có tâm, Thương mì coi dạng 4 chiều nha. Quần Thương có mèo nữa nè. Ok chị Trà Phạm 50 cái. Chưa mở chốt. Đồ bộ nam 40kg hết hàng rồi. Quần em có màu xanh. Áo chốt đi mấy chị ơi, áo đẹp lắm. Quần là mấy chị chọn mèo được nha. Còn chị nào mà không lên mèo Thương mặc định là Thương bắt quần mèo đen. Chị nào không lên bảng mèo quần là mặc định Thương bắt mèo đen. Còn chị nào chọn mèo, muốn chọn mèo quần thì lên mèo quần nha. À, kaki coi dạng 4 chiều. Quần mèo là kaki coi dạng 4 chiều. Màu đen là chắc quần mì áo hồng. Ok chị nhớ mai. Mèo đỏ, mèo xanh, mèo sáng, mèo tím. Đỏ xanh sáng tím. Với lại đào đỏ xanh sáng tím nha. Ok chị Lan. Có đỏ xanh sáng tím. Chị nào không okay, chọn mèo quần nghĩa, áo mặc định cánh ba lỗ sẽ nóc quần là mèo đen. Rồi chia sẻ bà La dùm Thương chốt hàng nha mấy chị. 100.000 ba áo ba quần. Quên 100.000 quần áo bất kỳ. Mấy chị muốn lấy thì lấy. Khẩu trang 69.000 một chục. Chị nào muốn chốt khẩu trang đi. Khẩu trang nha, khẩu trang 4D. Đó. Chị nào muốn chốt khẩu trang thì lên cho em chốt khẩu trang nè. Đồ đồ của chị em gọi là đã đi đơn hết rồi nha. Khẩu trang 69.000. Áo đen vàng chị yêu mi nữ BH này. Lấy luôn 3 cái hay là quần gì thêm cho đủ. Một trang nhà 3 món chị. Khẩu trang vừa đeo thổ, vừa đeo thời trang mà lại vừa dễ thở chị, dễ thở dễ mang. Xéo 19.000 50 con. Bao nhiêu ký phí là bao nhiêu ký này? Quần á chị lắp sao nhiêu ký? 19.000 50 con khẩu trang. Chị này chốt khẩu trang lên em khẩu trang. Rồi áo quần 100.000 ba món bất kỳ. Mấy chị muốn chọn thì chọn mèo. Còn mèo còn chị làm hơi xíu lên. Một trắng một vàng hả? Ừ, lên mèo luôn đi chứ. Lên mèo luôn, mấy chị chốt một lần lên mèo luôn, lên mèo áo luôn. Quần mấy size bao nhiêu ký thì báo em. Quần mấy chị không lên mèo là mặc định Thương sẽ chắc bóc mèo đen. Ba áo vàng nghệ xinh đen. Ok chị yêu vàng nghệ xinh đen. Vàng nghệ là vàng Thương đang mặc đó. Vàng kia nhạt hơn xíu. Mèo sáng. Bỏ lô xanh lá. Quần nào vậy? Quần đây là quần Thương ôm mì, còn quần này là quần kaki coi dạng 4 chiều nha. Thảm, thảm còn không chị? Thảm hết. Nói chung là cực kỳ đẹp nha. Đó, xấu là Thương đường nha mấy chị. Quần vải gì? Quần ôm mì. Thổ quần trang. Đây là vải Thương ôm mì nha mấy chị. Đây là Thương ôm mì nha. Còn có quần mà Thương đang cầm là quần kaki coi dạng 4 chiều. Áo vàng da đen chị Nguyễn Phương. Rồi chị nào muốn cái gì thì chốt. Quần mấy chị muốn chọn mấy quần mèo thì lên quần mèo nè. Mèo tím nè. Vàng da đen. Mèo đỏ nè. Thấy ra chốt rồi nha. Mèo xanh nè. Rào. Áo sơ lên ký mà cao mặt vừa luôn á chứ. Sơ lên ký phải có dáng chị ơi. Chứ sơ lên ký sợ mặt không vừa. Không vừa về bỏ ngủ. Rồi có mặt quá. Đẹp lắm. Quần là Thương có cả mã quy và mã chữ nha. Thương nói trước luôn cho để lừa. Đỡ ba lỗ đen như vậy sao bắt cái mã nó khác với em mặc nữa là mấy câu chị đâu pha em chốt rồi nha. Bộ quần áo lên 3 ký hả? Ok chị Ly nó có cả mã chữ nha. Ly nó thầy ơi, lên cho em nó thông tin số điện thoại chị ơi nè. Chị nào có size nào có quần mã lưng hay mã chữ gì là Thương bắt tại nha. Đây là mã chữ, đây là mã quy, Thương sẽ bắt tại cho mấy chị nha. Để về như sau Thương mặc một mẫu và bắt một mẫu nữa là mấy câu. Đem khẩu trang cho chị bé nhỏ có này. Có hai mẫu quần. Ok bụng quần đen có khi chị Mai An nè. Quần đen, hai áo vàng trắng chị Giang Nguyễn nè. Bếp đồ phố rước đèn đi chơi. Nguyễn hẹp, một áo vàng nghệ, một đen chị Nguyễn hẹp nè.
đẹp thì chốt nhanh. Khẩu trang là số 9.000 nên chục cái chị ơi. Khẩu trang là số 9.000 nha mấy chị. Quân bây giờ bóc đại đi. Bởi vì mấy chị biết sao không? Nhiều hơn chị ạ. Bởi vì mấy chị biết sao quần nó có size mà mấy chị chọn khuy chọn chữ là lỡ chồng em chưa chốt đơn em xuống em bóc là nó không có size cho mấy chị. Bên ngoài nguyên. Nó không có size cho mấy chị mà chuyển qua mã chữ á là mấy câu đấy. Nên quần là em bóc ngẫu nhiên, chị nào đồng ý thì chốt nha mấy chị, còn không đồng ý thì đừng có chốt cho để rồi mấy câu. Quần siêu lên ký không sao. Có size. Size này này kia nha, quần siêu lên ký hình như hết size sao. Size đâu có, mà đây hết size sao. Còn... nha mấy chị, quần là thương bóc ngẫu nhiên, không có chọn quần. Quần mã khuy hay mấy chữ bởi vì nó có size, nhiều khi cái size của mấy chị nó là không có á. Em lên cho mấy chị biết là có hai mẫu thôi. Nên có hai mẫu đó Thương sẽ bóc ngẫu nhiên. Nhiều khi cái size của mấy chị nó nèm ở bên mã khuy hoặc là okay, cái size của mấy chị nó nèm ở mấy chữ. Áo hồng vàng 100.000 ba món là nó quá rỉ không? Miễn xương bôn hàng. Cái chữ bôn hàng sao đúng. Hình như xương ở cái hòa sao? Nhớ chắc ok chị Giang nha. Hầu giờ nhận hàng không sao, bữa đó trở trứng rồi xem hàng. Mấy kêu quần gì đó phải không? Quần thể thao nam. Đúng rồi. Rồi chia sẻ và like giùm Thương nha mấy chị ơi. Rồi 100.000 ba áo, áo là giải đuổi, quần là giải phun u mì, còn quần mèo là phun kaki. Chị nào muốn chọn cái gì chọn nha. Rồi chốt xem kia em hiểu có chưa? Có rồi, có rồi. Ủa, chị để cho có nhiêu đó đi. Ừ. Có mừng chưa được mừng chốt hả? Ừ. Cái máy vậy khẩu trang cái máy. Vậy hả? không lộ ai đâu, có mấy người ấy đồ nói liền thì tao cứ ai tốt gì luôn á. Tao qua mẫu nha mấy chị ơi, xem lên cái không vừa áo nha. À áo xem lên cái không vừa rồi mấy chị ơi, áo này mấy chị giả đuổi nó gọi là gì ta, đuổi điều hòa. Trời ơi cái giả này nói mấy chị mặc vô nó mát dã man luôn. 60kg đi đó cái chưa có 60kg còn sai mẹ sai lừa em. Có chốt rồi á chị yêu, em đọc tên rồi á chị lên cho em số điện thoại nha. Đẹp lắm, bao phê luôn mấy chị yêu ơi. Gọi là bao phê luôn cái chắc giả mà cái like nó bầu thiệt tạo luôn á. Nè nó là bầu cái áo này. Rồi 100.000 ba áo hoặc là quần bất kỳ mấy chị muốn chọn gì chọn nha. Rồi em còn cái quần đuổi này mấy chị một ơi. Trắng một ga, một quần đen size L. Ok chị bé đó. 52kg quay đầu. Ok chị bé nhỏ nha. Nè 52kg quay đầu nè, đẹp giả man luôn. Rồi đuổi vàng 35.000 luôn. Nhìn cái đuổi vàng này mấy chị, mặt trước lưng bảng, phía sau của nó là lưng thun nha. Áo này mặc bao phê luôn á chị ơi. Mấy chị nhìn này mấy chị yêu không? Rồi 35.000 chốt em mẹ đuổi vàng size 52kg quay đầu thôi nha mấy chị. Size 52kg quay đầu nên okay, em mẹ đuổi vàng. Thùy. Đuổi vàng. Đem về cho chị ba cái quần ba mèo hả? Size 5kg. Chị lon nào rồi ta? Đuổi vàng cho em nha. Đuổi vàng. Đây là mèo vàng nhạt mà mấy chị yêu. Trắng vàng nhạt. Khẩu trang lấy bao nhiêu vàng? 35. Khẩu trang chị Trần Nghĩa nè. Lấy 50 cái nè. Đây là mèo vàng nhạt. Quần số 3 ký hơi ôm mặt nè. Hồi nãy ai hỏi quần sinh nhiệt, Thương vẫn còn quần, mấy cái này quần sinh nhiệt nha. Thương vẫn còn quần sinh nhiệt, mấy quần nó cũng vừa mà. Coi giãn mà. Rồi chị Nguyễn Hà là em chốt chị rồi nha chị ơi. Em chốt chị rồi nha. Em vẫn còn quần sinh nhiệt nha mấy chị ơi. Vẫn còn quần sinh nhiệt nha. Rồi ok chị Giang Nguyễn chốt rồi nha. Đuổi vàng chị Hậu đây, chị Hậu nè. Đuổi vàng ba đêm nha. Mấy chị chốt kèm giá cho Thương nha. Hôm nay Thương bán có nhiều cái là Thương sale nữa. Nên mấy chị chốt kèm giá cho Thương nha. Rồi ai chốt quần sinh nhiệt 40.000 một quần thì lên quần sinh nhiệt nha. Ok chị Nghiệp Võ Thị này, chị cái khẩu trang nè. Bộ này để trong xe võ nè. Áo đuổi vàng đó. Áo mặc cực đẹp luôn á. Ok chị Ly Đô nè, bao quần đen đỏ vàng 60kg nè. Là cái này thôi. Vàng là cái đuổi vàng hả? Vàng là cái đuổi vàng đúng không mấy chị? Đuổi vàng đúng không? Đuổi vàng ba lên mấy chị, không cần dạy dùm Thương ý nha. Đuổi vàng ba lên. Cái đô số thầy báo em nha chị. Đuổi vàng ba lên. Đuổi vàng cho chị yêu. Đuổi vàng ba lên. Áo đuổi vàng đậm, nâu với xanh đen. Ok chị Kim Phượng ba cái áo này. Đuổi vàng thì Thương thì Tâm cái rồi đâu ghép ba lên này, nó chỉ bị xước một xíu cho đây thôi nha. Dạ rồi ok. Để em mình mã tặng, không mình mã tặng. Nè nó cứ bị xước xíu vậy
vậy thôi này, một vùng u mì xin mở và nghề. Ok chị Nguyễn My, cảm ơn em đã tặng nha. Ok chị Nguyễn My, em đã tặng xám xám đỏ đen này. Anh sao bác hồ tỏ sáng nơi nơi. Rồi còn một đôi sa ba lem bán 20.000 luôn. Còn một đôi sa ba lem ghép bao phê luôn. Cái đây mình mang chưa lấy em mang luôn. Bán chỉ 20.000. Cửa lái máy đâu mang. Tặng là cái đâu mà đâu đây. Đó tặng cho chị yêu hình lành. Còn đâu ba lem nè. 20.000. Không mưa không gió không thở luôn mấy chị. Còn đôi ba lem. Còn đâu vài chiếc đọc chiếc cái. Ok chị Hưởng Trăng, chạy về gỡ khi ra mang cũng được đó, phải đâu ba mà để thử tìm nó lọt ra không, nhiều khi nó lắp ở treo nó thương thấy á. Cái thứ sản để cho lượng đào đấy không? Ừ, hết rồi, còn nhiều khi lượng đào em có lót bé đó nè mấy chị, em sale 15.000 một quần nè, quần lót bé em sale 15.000 một quần. Áo ba lỗ anh trang ngàn ba cái chị ơi, hiện tại bây giờ cũng còn sang 25 kg đó lại nha, bé từ 10 cho tới 25 kg nha. Mừng cho tới 25 kg nhưng vẫn còn nha. Dịp bé 15.000 một quần. Dịp bé 15.000 một quần. Đó ai chốt áo thương lên mặt lên. Lên áo thương lên mặt ơi. 100.000 ba áo hoặc là quần tùy ý. Áo mặc 60 kg bao vừa. Ba áo cam vàng đen chị Thi Thi nè. Ghép ba này 60 kg bao vừa. Áo này cũng không ra đẹp lắm mấy chị. Không đủ giấy gọi là không đủ giấy. 100.000 ba áo. Áo mặc xem một ký vừa luôn chị Thị Hòa ơi. Ba áo hoặc là bao hoặc là áo với quần tùy ý mấy chị nha. Quần khi đang mặc nè. Áo với quần gì tùy ý mấy chị luôn. Muốn chọn thì chọn. Lấy một quần hai áo, một áo hai quần gì tùy mấy chị nha. Rồi còn một cái áo gấp đỏ trơn sale 30. Áo gấp đỏ trơn sale 30 nha. Em vẫn còn khẩu trang nha. Hai quần bé sang nhiêu ký. Ok chị Hương Hình nè, mấy chị chốt hàng nhớ lên số điện thoại cho em nha. Chị này chốt khẩu trang lên khẩu trang nha. Áo gấp này cổ tim nha mấy chị, gấp này thun có tông đẹp chứ không phải thun TC đâu nha. Rồi áo gấp đỏ 30, chốt em mã đỏ 30. Đỏ 30 nè, nên em mã đỏ 30. Đỏ 30. Rồi em còn một cái quần ôm đen 45.000. Quần ôm đen. Quần đang mặc cho chị Hương Hình nè. Rồi chốt cho em à, quần này là chốt em mã ngố đen nha, quần ôm đen á, ôm đen 45 chắc ve luôn nha mấy chị. Ôm đen 45 nên em mã ôm đen 45. Quần đuổi vàng, ok nè, chị chắc rối nè. Một cái sinh nhiệt. Một cái quần ôm bì size L, ok chị. Ôm bì baggy á, nhìn theo ôm bì. Bì baggy á, size L. Quần bí size 22 kg nè, size L nè. Lên lại khẩu trang yêu thương. Cái đó, cái khẩu trang đó mua đi cô Loan ơi, rỉ lắm á. Ở trong chợ người ta bán tới 15 ngàn một bị lần ấy. Đúng cô rồi. Loan, cô Loan mua đi. Trong chợ hoặc là thuốc tây á mấy chị, nó bán 15 ngàn một bị. Là thành 5 ngàn một cái khẩu trang vậy nè. Nó em không nói điêu luôn á. Thử ra tiệm thuốc tây mấy chị mua là biết nè. Ok chị Thanh Thảo nè. Khẩu trang đây chị yêu ơi. Đeo vừa thời trang mà nó vừa đẹp nha, mà nó vừa dễ thở. Trời ơi nó dễ thở cực kỳ luôn mấy chị. Cực kỳ dễ thở mà nó ôm cái mặt vào mà nó dễ thở dã man luôn nha. Đó, 69.000 50 cái nha mấy chị. Rồi ai chốt khẩu trang đi em khẩu trang. Đây là quần bí 22 kg nè. Hết chưa? Chốt kèm giá nè mấy chị ơi. Chốt kèm giá là dùm thương chứ. Có nhiều cái thương xe thương không nhớ giá. Áo đỏ 30 cho chị yêu Mai Thảo Nguyễn nè. Chốt kèm giá là dùm thương nha mấy chị yêu. Kèm giá giùm thương nha. Rồi chốt một đơn rớt lại, một đơn rớt lại một cái quần dạ váy size M nè. Hôm qua mấy chị chốt nhiều lắm mà không được nè. Ngố đen như một cái quần dạ váy size M, quần người dạ váy siêu đẹp luôn. Rồi 55.000, 55.000 một cái quần đùi dạ váy, nên em mã đùi dạ váy chắc ôm mình xịn sò nha mấy chị. Ok Thị Hòa nè, ok phim. Ánh Nghiệp nè, ok Xuân Lành nè, ok Võ Nhị nè. Rồi ok mấy chị. Rồi quần sinh nhiệt. Quần sinh nhiệt là 40.000 nha. Quần sinh nhiệt là 40.000. Nên em mã 40.000. Ngày qua chị nhớ nó lòi ra một con 2X nữa. Cái quần đùi dạ váy á. Có một con size to nữa. Hầu một đơn đóng. Ờ có.
Hai quần bí 22 kg chị Thủy Ngân. Đó quần chị bỏ cái kim đâu đó, quần bí á. Chị kia 4 cái mà. Em đếm thử đi. Còn bao nhiêu cái? Còn ta là mình sẽ nhỏ hơn nha. Còn con cái gì? Đây 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 đi. Sai sai, còn còn một sai. Áo thun treo em mặc bao vừa luôn nha Yến ơi. Cái hàng này thun đuổi đẹp lắm Yến ơi. Mặc nó mát rồi nó nhẹ nhàng, nó ngồi nó sướng lắm. Áo thun có treo bạn mèo ở phía sau nha mấy chị. Thanh thảo rồi nha. Còn giữ bộ đồ bột của chị không Hương. Bộ còn nào ta không em. Dạ, đa số một đơn là em xả hết đó mấy chị. Đa số một đơn là em xả hết á. Rồi quần sinh nhiệt nó cũng y như ngố vậy mấy chị. Bên trong nó có chất chất sinh nhiệt cho mấy chị nha. Hỗ trợ trong việc giảm mỡ bụng nè. Cái này mấy chị mặc nó ghen cái bụng mấy chị á. 40.000 cho em nha. Dạ váy em đang chị Minh Thu Lê Trần nè. Còn một cái size 2X. Cái giả váy nó cũng còn một cái size 2X đó mấy chị. Ok chị Yến nè. Chị là mặc được cái size 2X lên em size 2X nha. Có một size 2X. Mấy chị chốt hàng nhớ lên số điện thoại cho em nha. Mấy chị khách mới lên dùm Hương số điện thoại đi chị. Rồi combo 50.000 hai cái quần nam. Quần nam này size 70kg mẹ cũng được luôn á. Combo 50 nha. Chốt cho em mã 50. 50.000 hai quần. Dạ. Thành ra 25.000 một quần á. Rồi, chốt em mã 50 đi. 50. Lấy luôn 50 cái sale 9.000 nha cô Lo. 50. Chốt em mã 50. Cái này cho mấy đứa đi mặc đi hẹp. 50. Rồi mới đeo đi hẹp chứ. Áo ba lỗ mặc chị Trang Nguyễn bơ vô tư luôn. Trang Nguyễn vô tư luôn em yêu ơi. Con này em mặc vô tư. Áo này mặc đẹp đó mấy chị, mấy chị ốm mặc nó cũng nềm vô trong người của mình, nó nhẹ á, nó sủi vô người á. Lấy nem bơ là chị Yến lấy khẩu trang hay lấy gì? Nem bơ là hai quần nem bơ á. Bà lấy nem bơ là hai quần nem bơ á. Rồi đùi nam chốt đơn rớt ra hai con size 75 cho tới 80kg nha. Ok chị Hiệp. 49.000 một quần nha mấy chị. Okay, nó sẽ ra nó thụt cái dây luôn hả? Vậy mấy chị phun cái dây ra nha. Làm gì nó do nhiều khi kéo dây kéo. Không có dây mấy ổng ưng chứ. Có dây mấy ổng ưng. Nè. Dây rút ở bên trong có nguồn đường ô mì chắc không phải. Đường ô mì nam chắc okay, khỏi nhìn lại mấy chị hết. Còn sót hai con size 75 cho tới 85kg mặc vừa luôn nha mấy chị. Không nè, còn giữ chị nó ơi. Nó đường ô mì co giãn lên cực phê. 75kg vừa. 75kg đổ lên nè. Quần đây nè. Rồi chốt giùm Hương là 49.000 một quần, còn hai quần chị nó muốn lấy một quần này lấy, muốn lấy hai quần lấy, hàng hiếm. Rồi còn sót một cái quần đuổi da ra. Em sale 30.000 luôn. Quần đuổi da ra size nó là size M. Size M nha. Mặc trước lưng bản, phía sau nó lưng thun. Đúng đẹp rồi. Kỳ luôn quần nam em hết rồi. Mặc trước lưng bản, phía sau lưng thun này. Quần nam u mì cho chị ấy không? Quần nam thân đang lên mê lại mấy chị. Quần nam thân đang mê lại quần chị đó. Kim Phượng cho lấy hai quần u mì không chị? Quần nam đó là hàng xưởng nhà thương mê nên bao phê cho mấy chị. Em bán quanh đêm suốt tháng của quần nam. Đó. Lấy rồi chị Hưởng Huỳnh ơi. Đang em chốt rồi. Giải nó gì không kịp á. Rồi đây chị Phương. Quần đuổi 30.000 hàng da ra nha mấy chị. Quần này đẹp lắm. Form cực kỳ đẹp 30 nè. Rồi đuổi trắng 30. Đuổi trắng 30. Rồi thương còn một cái con quần dập ly ngố. Siêu tinh luôn. Đó, ai hình như có nguồn đâu, à, còn nguồn gì để nó. Rồi 39.000 luôn nha mấy chị. Chú em mẹ dập ly 39 nha. Chả dập ly đẹp chưa? Đó, đẹp quá trời đẹp. Rồi dập ly 39. Ok chị Kim Phượng em chốt chị rồi nha chị ơi. Nên em mẹ dập ly 39. 49.000 một quần nha mấy chị. Chứ không phải là hai quần 49.000 nha. Sợ mấy chị hiểu lầm á. Rồi thương còn một cái áo vàng rớt vai, size này bé 30 cho tới 50kg là mặc vô tư nha, 19.000. Quần đuổi trắng 30 chị tiếp rồi. Đó nó có bo vậy nha. Đúng rồi, hai quần kia hết rồi. Ổn nha, sao trang của chị hạn chế tương tác đó. Chị lên bài cũng chị cũng thấy ít tương tác. Chắc do hổn này chị không có thời gian gì đây tương tác. Chị không like share đâu. Không bình luận luôn, không có thời gian lấy đâu. Gặp mặt em. Ok chị Trang. Vàng và đen. Xong lấy luôn ba cái ba mèo luôn. Rồi. Áo khót. Áo khót chốt quần luôn. Quần hết rồi. Em quần dập ly còn nè chết chà. Quần dập ly còn hả? Quần dập ly còn sót nè. Em còn lấy mẫu. Chị tưởng hết. Hai quần u mì 46kg hả? Chị Nhu vỡ lấy nam hả? À không u mì kia. Ok chị Nhu vỡ nè. Đồ nay em không có chị Hà Thu ơi. Thư Thái để con trang cho chị rồi nha em. Dạ không có đồ nam nha chị Hà Thu. Rồi có một cái quần dập ly mèo nâu đó với chị.
có một cọc nem con đây, dễ thương chưa? Áo 19.000 cho bé nhỏ. Hồi nãy là chập ly kem 39 nha mấy chị. 39.000 mấy chị tin được có người chập ly này không? Khẩu trang còn mấy chị chốt thoải mái đi mấy chị ơi. Rồi, khẩu trang còn mấy chị chốt khẩu thoải mái nha. Tôi đang về luôn với em nè. Rồi lên giùm em mã dập ly nâu nè. Tôi còn dập ly nâu với dập ly kem nha. 6 kg bao vừa vừa 15 thương hết nha mấy chị, tạm thời hết. Rồi áo chốt bơm rớt ra nè mấy chị, chứ ngày hôm qua mấy chị áo này mua mấy chị chốt không có để chốt luôn. Chị này nhận được cái lô áo khớp này rồi ta. Chưa đâu, máu đi luôn qua rồi, sáng thì cao lắm ha. Cũng 1-2 người nhận rồi. Rồi 89.000. Hàng áo khớp không đẹp Thương lấy tiền lại cho. Quên Thương trả tiền cho Quên, tôi lấy liền. Nó lộn. Lấy thêm. Giá khẩu trang sale 9.000 nha em. Dập ly nâu ok chị Yến. Xéo. Dập ly nó không có sai nha Yến ơi, bởi vì nó là lưng thun ấy mà. Sale 9.000 50 con nha Đào ơi. Đó. Đợt này về phí nó lên nên Thương lấy lên 4.000 mà chị. Bình thường là Thương bán 65.000 một 50 con á. Dập ly nâu chị Thùy Dung nè. Đào. Áo khóc đỏ 89.000 mấy chị nhận cái con khóc là về mấy chị không gì mà không. Giải dùng mà giải dùng xịn hình thương nha mấy chị, nó đẹp lắm. Hình như con này có túi trong luôn hay sao á. Rồi khóc đỏ 89. Khóc đỏ xe đô AM bị hướng cái này rớt rớt ở đâu cái này ủ này nguồn thì cái túi trong của nó nè mấy chị, đẹp cái gì cũng được nha. Vàng bạc okay, đá quý gì đẹp vô tư. Dập vi kem. Rồi khóc đỏ hình thương nha mấy chị ơi. Khóc đỏ 89.000. Hàng này không đẹp bỏ lên tiền mấy chị luôn. Cam đơn mấy chị luôn. Rồi em còn một cái con cam rộng. Ok, miếng nhỏ này thêm nên dùng cái khẩu trang này. Chị này chốt cam rộng nên em cam rộng nha. Khoảng đầu khẩu trang lên 18 nè. Em vẫn còn một dập ly nâu với kem nha. Ai chốt báo em luôn. Đẹp, chưa bấm không? Em bấm rồi, bấm 17 chứ em 2 quần u mì nữ, em chốt rồi chị Như Võ ơi. Rồi con này 89.000, khóc cam rộng, lên em mã cam rộng. Chị là thích mặc khuôn rộng hoặc là mua cho con là chốt cái này nè. Cam rộng, bao đẹp cho mấy chị luôn. Đơn ngày hôm qua gọi là đã gửi hết rồi nha mấy chị. Đơn ngày nào là Thương đi đơn ngày nãy rồi nha. Gọi là đã đi đơn. Gọi là đã đi đơn nha mấy chị. Không đỏ em hết rồi. Rồi cam rộng cho em nha. Còn nguồn dập đi kem nữa nè. Cam rộng. Rồi em còn một con xanh. Khóc xanh. Chị Thư Thái em để khẩu trang cho chị rồi nha. Để khẩu trang cho chị rồi chị Thư Thái. Mà khẩu trang bí nó không có về cùng lô nó về sale á. Em để khẩu trang lớn trước rồi khẩu trang bí về em để cho. Hôm qua giờ khẩu trang toàn là bán thùng thùng không à. Cho mấy cô giáo á. Chuẩn bị đi về nè. Đeo khẩu trang nó thoải mái dễ mang luôn, dễ chịu. Rồi khóc xanh cho em với chị 89.000. Em còn hai con khóc xanh và cái con nó bị lắm nha. Bị lắm ở dư cái này thôi nè. Đó em xe 70.000. Chỉ bị dơ thôi nha mấy chị, không bị gì hết nè. Chốt em mã lắm 70, còn cái con Thương đang mang là 89. Cậu trong bí về xe chị yêu ơi. Rớt có hai con áo khóc đó mấy chị. Rồi xanh 89 và mã lắm 70. Rồi em còn một con đỏ rộng nữa nha, 89.000. Nó đẹp lắm mấy chị ơi, cái hàng khóc anh nói mấy chị là mê mang luôn. Khóc khóc dễ mang đấy, free size dễ mang. Rồi em hết nha. Em hết khóc. Lắm 70 chị Du Ly Nguyễn nè. Rồi quần này siêu dễ thương luôn mấy chị. Phọt của nó là phọt 7 tấc như thế này, lỡ quần lỡ như thế này. Còn nha. Một cái thôi. Một cái duy nhất luôn. Hết rồi. À, mặt trước cái đó là mặt rộng xong không lấy rồi. Giang bét ri. Dễ thương quá vậy. Thì màu là em lấy á. Nó rộng quá. Rồi xéo 9.000 cái quần này cho em. Ok chị Hương Hình. Quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Quần lên phong đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn, cái quần này nè. Chị là vừa nè. Con này size L 55kg quay đầu dùm Thương nha. Đó. Quần xéo 9. Lên em mã quần xéo 9. Hàng da ra chắc là đẹp đó. Quần xéo 9. Rồi còn sót một cái quần như Thương mặc, Thương chụp ảnh mà mấy chị hay hỏi cao lắm hết rồi. Hôm qua chớp rớt đường size L nè. Con này sao nó rớt size M, rớt size L rồi. Đang trong size M. Chị thích mặc size L, size M ha. Cái thao kệ L rộng rộng chị sẽ mặc một trang. Để mặc like cho quần số 9 là quay không chị? Ừ. Cái quần đùi này hôm qua tôi okay, có mặc nè. Thái này chớp chốt đơn rớt là size L. Chứ hình như có một con size 2X nữa sao đi. Không, chị nhớ
qua chị nhìn thử cái rớt thì cũng gì. Đồ đen size L cho chị yêu trang hồ. Là đẹp lắm trang hồ không? Nhưng mà chị thích mặc size 10 cho nó ôm xíu. Hôm qua con đi chốt size M mắc giật. Cái áo xanh khó xanh 89 chị bỏ xem. Đào thương xảy cái bộ đây nó thiệt luôn là lỗ tuột quần mấy chị. Đứng danh dự ra mà không lỗ cái bộ đây là em thương không bắt đồ luôn á. Sao cái đúng cái lô bộ này thì về là thương bị lỗ là sao không biết nữa. Một cái giá giác nên về thằng giả mang luôn. Bộ này nói danh dự mấy chị em nhập xéo có 9 ngàn. Bây giờ em bán mấy chị xéo 10 ngàn đi. Giờ em bán mấy chị xéo 10 ngàn. Em nói thật sự luôn mấy chị nhập xéo 9 ngàn chưa tính thằng kia luôn. Bán xéo 10 ngàn lỗ 10 ngàn bộ nè. Mà còn cũng phải bẻ 80 bộ lỗ mất bẻ 800 ngàn của em luôn á. Gửi trùng mẫu dữ quá. Nè quần của nó là quần ống bo nha mấy chị. Đó. Coi như mấy chị mua cái áo thun về mặc không cũng dư tiền rồi. Tăng. Chắc là đẹp. Đó, quần của nó là quần ống bo nha. Có túi nè. Nè. Túi sau luôn. Rồi áo của nó nè. Áo nó y như cái áo thun phông rộng rồi đó mấy chị. Đẹp giả mang luôn, về cũng như cái quần 20 ngàn, cái áo 40 ngàn là cũng rỉ rồi. Còn khẩu trang nha chị Phạm Bina. Quần giả máy hết lắm rồi em ơi. Quần đó hôm qua chị nhớ sót lại hai con rồi đi. Mẫu quần sót hai quần con. Quần giả váy hả? Quần giả váy chị nhớ sót con size lớn. Không, với lại một cái đùi để chị mặc cũng rớt con size lớn này. Lai quần lửng đầu tiên lại đi chị. Quần lửng nào ta? Quần sinh nhiệt hả em? 60 ngàn một bộ. Coi như mua cái áo phun rộng không đẹp chưa? Rồi ai lên chốt em bộ trắng 60 nha. Hàng này em nhập xeo mấy ngàn của em nè mấy chị ơi. Còn sổ làm rớt hai con ra luôn. Rồi lên cho em nha. Đưa chị cái áo này hồng thì mà trắng cũng được được. Mặc cho nó khác mềm. Rồi bộ, chỗ em mã bộ 60 nha. Bộ 60. Bộ 60, 60 nghìn một bộ. Mịt bụng chưa về. Nó về trong dưới quần lót nữ với lót nam rồi luôn mấy chị. Bộ 60. Ai chốt cho em mã bộ 60 nè. Bán lỗ mà còn ai mua nữa đây chứ. Rồi con này size 2X nè mấy chị ơi. Cái quần hầu nẻ á. Cái quần ơi nhiêu nẻ chị là size to 60kg rồi. Giống đây nè. 60 trên 60. Này siêu đẹp luôn. Này mặc đẹp lắm. Thương có mặc với cái áo dài tay thương chập á. Rất là đẹp mà cái chắc nó mê luôn mấy chị ơi. 55 ngàn. Còn một con nè. Với cái quần giả váy cũng còn size 2X nè. 60kg. Cũng phía xe phải thắt ra không nhưng mà hết mất rồi em ơi, cái đó có người mua rồi mà tôi chưa bà chưa ghi lấy. Đẹp. Đây là đùi giả váy, còn hồi nãy là quần nha. Bộ trắng xe mưu cho Nguyễn Phương. Bộ trắng xe mưu free size nha mấy chị. Rồi con này nè. Size 2X 60. Con này mấy chị 58kg mặc cũng được 2X chứ mà do nó u rồi á. Quần đùi giả váy size 2X. Con này em mặc cũng được mà. 55kg mấy chị mặc cũng được đó. Nó size 2X nhưng mà do nó là đùi thun co giãn á nên thương mặc cũng được mà. Đó, nên mấy chị bao nhiêu ký mặc cũng được. Bộ thứ mưu còn là nhà. Đùi giả váy siêu đẹp, lưng siêu cao. Size 2X thôi thương cũng mặc được nè. Đó. Nó đùi ô mì co giãn. Cái lưng nó nè mấy chị. Bộ thứ mưu nè. Do đẹp trang nè. Quá đẹp. Lúc nào đùi đen 2X cho bà Đỗ Phúc mặc được á. Quần nó đẹp á bà ơi. Thấy quần đùi giả váy thì mặc đẹp không? 2X thì mặc cũng được luôn mà. 55kg đô lô rồi mấy chị mặc vừa hết. Đây là đùi giả váy nè. Ok chị Phúc nè. Hai quần nó đẹp lắm mấy chị ơi. Thương cũng mê đấy, thương lấy thì con cái con hết á. Rào bộ 60 thương có mèo trắng nè. Bắt phân để bắt hai cái thôi. Rồi thương có mèo vàng nha mấy chị. Bộ 60 thương có mèo trắng mèo vàng. Mèo đỏ. Hết rồi, đồ bụng ở đồ ngủ con ngủ. Chờ xíu. Đồ ngủ mặc tàu ghê mấy chị. Hôm nay lấy bộ đồ trắng luôn mặc tàu giả mang. Thảm vô ga em hết mắt rồi chị ơi. Mèo hồng. Khi nào về hàng nữa chứ chưa biết. Mèo hồng. Đó. Đâu, bộ 60 thương có mấy cái đó nha mấy chị. Bộ 60 thương có mấy cái đó đó. Bộ 60. Có cái điểm mấy bộ này thấy không? Không có điểm mấy bộ á. Rồi bộ ngủ nè. Bộ ngủ cũng còn bộ trắng đẹp chéo á. 79 ngàn. Giả váy 55 ngàn mà hết lắm rồi em ơi.
bộ trắng đá chéo này siêu dễ thương luôn mấy chị ơi. Bộ dây trắng đẹp chéo giống như thương thương đăng hình nha. $79 hàng lụa Latin nha mấy chị. Lụa Latin siêu đẹp. Rồi ai chốt bộ trắng đẹp chéo lên đây, bộ trắng đẹp chéo nè. Rồi chốt em mã chéo, size 55kg quay đầu chéo 79. Ok chị, video này ba áo vàng da trắng này chéo 79. Chéo 79. Bộ chéo 79. Đầm bầu nữa em có mấy chứ. Rồi bộ ngũ dây thân còn hồng đỏ. Bộ sóc bộ đen nữa. Biết luôn qua bỏ cho em. Bộ 60 chưa bẻ tí mặc được không? Được nha chị yêu ơn. Bộ 60 rất là co giãn thoải mái, free size. Còn hôm em mặc em thử rửa cái này ra chứ cột nơ làm quái gì đâu mấy chị. Nó mê để mình cột nơ ở phía trước này nè. Mà mình không thích gì tháo ra. Nhưng lấy mặc là tháo dục ngay cái dây luôn. Rồi lên cho em bộ dây xăm nha mấy chị. Bộ này 89.000 nha. Lụa Latin siêu dễ thương luôn. Mặc tậu lắm. Rồi em có bộ mèo xanh nè, bộ mèo xanh nè, bộ mèo đỏ nè, bộ mèo đen nè. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng. Em còn xanh, đen, đỏ, trắng, hồng nha. 89.000 một bộ. Bữa cảo dính xong rồi. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng nha mấy chị. Rồi 89.000. Chị nào muốn lấy bộ nào lấy nè. Mèo đỏ đô cũng đẹp lắm nè. Với mèo hồng nữa nè. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng 89.000 một bộ. Chịp nữ em đang về lại chị. Bây giờ em đang hết chịp nữ hết rồi. Xanh, đen, đỏ, trắng, hồng nha. Chịp nữ bây giờ em còn cái loại này. Nè. Đây là mèo hồng 89.000 một bộ. Chất lụa Latin đẹp. Hàng hot girl. Rồi em còn 4 mèo. Chịp nữ bây giờ em còn mấy loại đây. Chắc ai bị thiếu hay sao mà rớt cái nguồn lại đây. Chịp nữ với em bây giờ em còn loại đây nha. Em xem 15.000. Chịp này xịn lắm. Bữa em nhập 18.000 lận á. Em nói thiệt. Đây nè. Trường Vy xanh đen, Trường Vy đẹp. Trường Vy lấy xuống hỏi cho em nha. Rồi quần lót này em xem 15.000 một quần. Em còn 3 mèo. Mấy chị muốn lấy mấy quần lái nha. Tại do bây giờ mèo nó bị rớt ra rồi. Trường Vy lên xuống hỏi địa chỉ nha em yêu ơi. Đó, bộ ngủ size 55kg quay đầu nha mấy chị. Rồi quần chị thương còn 3 quần này nha. Xem 15.000 một quần. Chị nào muốn lấy mấy quần lái nha. Quần này mặc đúng phê luôn. Quần em nhập 18.000 quần á. Bộ đỏ cho chị yêu hậu đó chị hậu nè. Bộ mặt tậu lấy. Thương mặt tậu giảm em. Chị cho miếng dây chị. Chị Trường Vy lên số điện thoại đi chị yêu ơi. Chốt 3 bộ lên số điện thoại. Rồi anh còn bộ tím lỡ 59.000 hàng Phương Thái đẹp nha. Con này size 50kg quay đầu thôi nha mấy chị. Muốn quân tới 50kg nha. Rồi chốt em bộ lỡ 59.000 xa 50kg quay đầu dùm Dương nha. 40 tới 50kg. Rồi chốt em bộ tím nè. Bộ tím 59.000. Còn sót một bộ mèo đen. Bộ này siêu đẹp luôn 59.000. Quần là quần đuổi á là á thun cô tông. Rồi 59.000 chốt em bộ dài đen xa 55kg quay đầu dùm Dương nha. Tím thì chị nghiễn nữ 40 tới 55kg. Rồi chốt cho em bộ đen nè. Bộ này em bữa dành ra chốt còn rớt đơn lại nè. Bộ đen 59. Bộ đen 59. Rồi em còn bộ này cũng rớt đơn. Ok chị Trường Vy nè. Bộ này của chị ở ngoài Hải đây.
mua hàng mà sướng lắm mấy chị. Tám mà tôi coi tôi cảm thấy vừa ý thì tôi nhận nha, mà tôi cảm thấy tôi không vừa ý là tôi không có nhận. Đâu biết sao vừa ý, biết sao là không vừa ý mấy chị. Thì nó cao vừa ý ghê quá. Còn cái bộ tím nó còn như nghĩa. Bộ tím nó còn như nghĩa. Tím còn chị? Còn còn tím rồi quên. Tím chị ly đô. Nữ cái bạch dương em xa 50kg đổ lại đó em. Tôi không biết là là nữ như ký. Cái đó xa 50kg quay đầu thôi nha. Đem em chín cho Lê Xuân Hiệp. Rồi bộ này 95.000 hàng Thương Thái. Bộ ngố một bữa Thương Lai đó. Ngố một bữa Thương Lai. Đưa chị mà có quần thân nhiệt gì mà cho chị. Còn để thấy chị có cầm ra không. Cái bộ tím đem hết còn màu xanh. Dễ theo quần. Tím hết còn màu xanh nè. Vừa Nguyễn Thoa nghĩ tôi vừa. Có quần bếp ghi không? Có nha Thủy Lê ơi. Tay thương cũng có mà ông mì thương cũng có. Đây là quần sinh nhiệt thương mặt này mấy chị. Đó. Lưng nó siêu cao luôn nha. Đem em chín hết rồi. Quần sinh nhiệt thương mặt nè. Đó chị đang muốn lấy cái quần giảm mỡ nè. Đó. Áo đỏ mặt của mấy chị ơi. Lưng cao đẻ luôn. Áo đỏ của tim hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Lâu mấy chị thấy cái lưng nó cao, nó ôm cái bụng của mình lại nè. Đó, mấy chị có thể dùng làm quần ngố mặc với áo phông rộng, hoặc là mấy chị có thể mặc mặc quần mặc váy rồi mấy chị. Đó, mặc hàng ngày nha. Xong rồi mấy chị thọt cái quần ở bên ngoài. Đó, cho nó mặc giảm mỡ bụng, hỗ trợ luôn giảm mỡ bụng, tiết cái mồ hôi đây nè. Nói chung là nó đa dụng cụ để mình mặc. Có thể dùng làm mặc quần mặc váy hoặc là mặc quần ngố với áo phông rộng hay là gì cũng được luôn. Nói chung là quần sinh nhiệt. Chốt cho em 40.000 một quần. Quần Phương đang mặc 40.000 một quần nha. Rồi lên em bộ ngố tím 95.000, hàng Thương Thái xịn sò. Size 60 số 2 tí thì mấy chị mặc vô tư nha. Bộ này em bữa có nhiều người chốt tím đậm nè. Bộ chéo cánh không em? Dạ con. Còn bộ chéo cánh chị 79.000 một bộ. Rồi chốt em bộ ngố tím đậm nha. Ngố tím đậm. Còn đồ lỡ bộ không chị, còn đỏ còn ngon nha em. Rồi 95.000 con này Thương Thái nha mấy chị ơi. Xa này em nghĩ là 40 cho tới chị Hiệp có 65 tí mấy chị mặc vô tư nha. Rồi chốt cho em bộ tím đậm nè. Còn sót bộ tím đậm. Lên cho em bộ tím đậm 95.000. Hàng Thương Thái xịn sò luôn. Bộ quần sinh nhiệt cho chị yêu như vỏ này. Quần sinh nhiệt mặc sướng lắm mà nó đa dụng cụ để mặc chứ không phải gì mà mặc không đâu, có thể mặc làm quần mặc váy rồi nó ghen cái bụng lại nè mấy chị, nó đẹp dám em. Bộ xanh em 9.000 hết rồi. Rồi bộ đen 89 nha. Bộ tím chứ. Bộ quên bộ tím á, vô chết. Sao vậy? Cậu có quần quà không? Cậu luôn quần trên. Chồng con màu hiểm quá, chết, chưa sao. Hơn quá. Quên tại do quần trem nó dài, nó quần hoài. Ok chị lấy bộ chéo cánh phải không? Ok chị lụng trần. Mê nó chịu quá. À không có quần này, nó cũng quần đen cũng là quần đen ngon. Em có bộ ngố sơ mi nha mấy chị, 99.000 một bộ nha. Bộ này đang hot trend đây nhưng mà form dưới 55kg đi. Mặt chị thương đinh lấy thì chốt lên cho em số điện thoại chị ơi. Thương mặt vừa nhưng mà do nó cũng còn hơi chặt, mấy chị ốm hơn thương á mặt rộng. À, chị lấy một bộ 42kg. Em lấy đâu? Bộ chéo cánh à. Tay nó là ngố sơ mi với chị, áo sơ mi. Bộ này 99.000 một bộ nha. Rồi ai chốt ngố sơ mi là ngố sơ mi. Bồ hơn thì đẹp thật tự như ta chút mình ta nhớ lại. Thăm tiêu tăng lưng nè. Hảo tí. Chị Nguyễn Nữ chốt tím rồi nha chị. Chị chốt được rồi á, em chốt chị rồi á. Rồi ai chốt ngố sơ mi mặc chỉ có quần của nó là ôm y như Thương đang mặc ở trong ngực này nha. Đó, rồi ai chốt ngố sơ mi lên em ngố sơ mi nè. 99.000 một bộ nha mấy chị. Ngố sơ mi. Đây là sơ mi xanh nha. Em có sơ mi xanh, sơ mi cam và sơ mi đỏ. Sơ mi xanh, sơ mi cam và sơ mi đỏ. Đây là đỏ nha. Đỏ nè. Có vàng nữa nha. Không có đây cái gì. Vàng. Rồi ai thích chốt ngố sơ mi lên ngố sơ mi về làm cái áo sơ mi luôn. Đây là đỏ nha. Rồi kéo cánh quần đen nha chị ơi. Kéo cánh là quần đen đúng rồi nha chị. Kéo cánh là quần đen đúng rồi.
nay còn một combo 38 với lại 34 chị ơi. Ông Ngọc Phương còn 34 là nhiều á. Ở đây tôi bỏ đi một chút cho chị bói cho chị ấy. Được em. Uống nào rồi đi bẻ hồi nữa cả. Ai chốt ngố sơ mi lên em, bạn ngố sơ mi nha. Ngố sơ mi. Rồi em còn cái bộ hồng. Bộ hồng là em sale 49 ngàn. Hàng phun 3D mắc rợn luôn mấy chị. Mấy cái này nó thiệt bán hết rồi này mấy chị. Mà mấy chị cứ mua một đơn á, cứ rớt lại cái là thương lại lai lại chán phèo luôn á. Khổ. Nhiều khi những người chốt là không có để chốt. Rồi ai chốt bộ đen lên em bộ đen nè. Ở quanh bộ hồng chứ. Ai chốt bộ hồng lên em bộ hồng nha. Quần sinh nhiệt tiện lợi lấy mấy chị cuộn lên thành đùi. Rồi bộ hồng con này free size 40 tới 60 số 5kg thì mấy chị mặc vô tư luôn nha. Bán cho em 4 cái quần lót nhiều lên ca. Bộ hồng có ok tàn anh gái này. Lót là mặc đã đó mấy chị. Em cứ để chậm chậm để bán. Không bán em bán mặc tiếp. Còn một combo 38 cho Lido này. Còn một combo 38 còn lại 34 là nhiều. Ông Ngọc Phương còn 34 là nhiều. Rồi bộ hồng 49 nha. Free size nha mấy chị. Cái khung này mặc nó mát rồi nó cứng lắm. Rồi ai có bộ hồng 49 là em bộ hồng 49 theo 49 đó mấy chị ơi. Rồi em có bộ hồng và bộ cam nha. Bộ hồng và bộ cam. Áo đỏ của team em hết rồi chị. Bộ hồng và bộ cam nha mấy chị. Hàng phun 3D xin để luôn á. Rồi em còn bộ hồng và bộ cam mặc mát lắm. 59 nha. Ai chốt bộ hồng lên em bộ hồng, ai chốt bộ cam lên em bộ cam. Được. Bộ cam lên em bộ cam. Quần lót một lem hẳn quần. Quần lót thương xe 15 ngàn chứ thương nhập tới 18 ngàn lần á. Rồi thương có một bộ này xe 30 ngàn luôn. 30 cho tới tầm 55kg nè. Đài đài thương mạch cũng được luôn. Coi dạng thoải mái. Cho chị bộ cam bao nhiêu đây? 49. Ok chị yêu mỹ nữ BH này. Rồi, bộ 30 à, tên em mã bộ 30, bộ hồng là 49. Bộ 30. Tên em mã bộ 30. Cho em coi quần, quần ở sau lưng ấy. Quần ở sau lưng hồng để đầu lai không có mặt á. Quần đùi dưới áo 100.000 ba món bất kỳ, mấy chị muốn mua món nào mua. Còn ngủ phi á, như vậy bộ nào mèo, mèo đỏ thì mẹ cá nổi. Đỏ hả? Rồi em còn một bộ dập ly sale 9 ngàn nè. Mấy bộ này bữa bán cũng đâu còn rồi mấy chị. Còn là bị một đơn đưa lại á. Để giờ like đa số một đơn đưa lại thôi. Trong khi đó hồi đầu người ta mua không có. Rồi bộ hồng dập ly sale 9 cho em nha. Bộ dây hồng dập ly size 55kg quay đầu. Bộ 30 chị biết. Mấy bộ này nó mấy chị mặc tậu lắm. Tậu giả men luôn á. Mặc chúng mặc quần chúng lên xe đầu. Bộ 30 hết rất là bất tiền đổ ơi. Rồi chốt em hãy dập ly hồng nha. Dập ly hồng. Rồi lên em hãy dập ly hồng nè. Dập ly hồng. Size này 55kg quay đầu nha. 40 tới 55kg lên em hãy dập ly hồng. Dập ly hồng nha. Dập ly hồng. Xeo 9 nha. Dập ly hồng. Dập ly hồng xeo 9. Một bộ hồng 49 cho chị Trương Huy nè. 4 quần lót cho chị Lê Tặng nè. Dạ bây giờ còn có 2 nè chị lại. Còn có 2 bây giờ thì chị yêu ơi. Lấy giùm em trồng mèo luôn hả chị Lê Tặng. Lê Tặng chút nữa là lò cái áo đỏ ra bỏ cho bả luôn nè. Nữa bả dạng rồi mình không có thời gian được. Áo đỏ nào? Áo đỏ 19 nè hả? Đỏ thể thao á. Đỏ trai. Ờ. Còn đúng không kia? Đúng không? Rồi bộ 89 nè. Bộ 89 em còn đỏ đen hồng không? Đỏ đen hồng trắng. Đen có ai lá chưa? Đen hết rồi, giờ còn đỏ hồng trắng thôi. Rồi đỏ hồng trắng 89 nha nha mấy chị. Mặt nó tậu áo là nó tậu luôn mấy chị ơi. Mặt dễ thương lắm. Ôi mặt ngủ nó mấy chị bao phê. Cái giả nó mát. Về im 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 mặt em gửi cái ra ra em dục cha nó. Cột cột cái gì? Lồng tung quá. Em mặt làm gửi em dục chị nào muốn cột thì cột nha. Chị đang muốn cột và cột lên trước vậy nè. Đó. Chứ mà nó đính vô thâu gì cửa. Chứ rầu. Đó, ai muốn cột thì cột.
Nhưng im là em ngửa rồi. Bộ đỏ nè mấy chị, em còn đỏ nè à, đỏ hồng, em còn đỏ. Đỏ xanh trắng nha mấy chị, đỏ xanh trắng hồng. Bộ thương nam mặc nha, 89.000. Lụa Latin đẹp lắm, nó có đường dập ly chỗ đây nữa nè. Lụa Latin siêu đẹp luôn nha. Mặc mà đỏ đẹp quá ha. Rồi ai chốt bộ đỏ lên em, bộ đỏ. Em còn hồng, rút rút các bạn mè về thôi, khỏi nãy. Khỏi khỏi sổ ra. Có bộ mình sổ ra đi không? Để đi rồi đó. Rồi bộ em đang mang, để em không mặc mẫu. Đây này hồng nha. Bộ em đang mang có hồng 89.000 một bộ nha mấy chị. Cho bộ mẫu siêu phê mấy chị. Bộ xanh nữa. Bộ trắng nữa nha, là trắng nè. Với lại màu xanh. Xanh ra cũng đẹp nè. Rồi mấy chị thích cái bộ nào thì chốt bộ nấy. Cứ tưởng tượng lọt quá, có tưởng tượng. Đưa ở cái đài bà không bôm gì, liệu bà Hồng ở Cam Ranh Khánh Hòa, Nguyễn Hồng nha. Có cái bà được nhiều mà bôm. Hăng nhiều khi cũng có khách nó bôm, cũng có khi do bị nó khác tầm phèo nữa. Mình phải có thời gian kiểm tra lại. Mà đúng là bà đây bôm. Dập đi Hồng còn không? Còn, quà dập đi Hồng còn. Còn. Ok chị Hiệp Thương. Đi dọc miền Nam theo bán con tàu quay. Quay đi ông hài. Mua gì mà mua mình á? Trên ba chị nè. Sao nhớ được. Cho là ông Ngọc. Ông Ngọc cũng trên ngàn bốn con. À, ông Ngọc trên ngàn bốn con uống không? Xem ngàn bốn con ông Ngọc hồi bữa này mấy chị. Còn sót nè. Ô cái ai hồi bữa thương mặt thiệt đẹp luôn á. Ta như vậy ta. Sao 34 mấy chị ơi. Còn 4 con ông Ngọc. Thôi bây giờ em la lỉ đi ha. 25 ngàn, 24 con trên ngàn luôn đi. Chị đâu Ngọc bự đâu mấy chị ơi. Ngọc bự bản bự nè. Bữa thương có mặt mẫu con mấy con Ngọc nè. Đẹp giả mấy em. Bông về mấy con ông Ngọc nè. Rồi bây giờ còn 4 con 80 ngàn luôn. Chân đổ xế 10 ngàn thì xếp. Ác chiếm nè. Bảo chị mua mấy chị. Cát 30 ngàn trước quay đi, 30 ngàn trước quay về. Xéo 10 ngàn. Bây giờ bán lỗ 80 ngàn cho mấy chị. Cái này nó dúng ở như con bờ ra mấy chị. Mấy bữa thương có mặt cái màu đen thương lai á. Sao 34 nha. 100 ngàn 4 con, bây giờ còn 80 ngàn 4 con nè. À, ông Ngọc size bự, bản bự nha. Ông Ngọc bản bự 100 ngàn 4 con, ông Ngọc còn không buôn nữa. Sợ dịch không nhận hay sao? Quên hỏi bà là lý do hay. Ông Ngọc nó mặc nó đẹp lắm, mà nó ôm cái phần thịt chứ. Rồi em còn cái bộ này. Bộ này là bộ hổ cẩm. Bộ này sale 59 ngàn rồi mấy chị. Đẹp. Bộ này mấy chị mặc làm áo lỉ cũng đẹp. Nó có cái dây rút chỗ đây nè mấy chị. Thôi cái bộ này mặc lên sống rưng da luôn nha. Nè. Đó nó có dây rút, mấy chị muốn rút kiểu dây rút nha. Dây rút bên trong á. Rồi ai chốt hổ cẩm lên em, hổ cẩm nè, 59 ngàn. Đó cực vừa ok. Không chốt 4 con 80 ngàn. Ờ nguyên. Chốt luôn. Đúng gì đó. Ăn được đó 48 ngàn trên mưa rồi sao. Sao 34 em yêu. Size 34 nha, chị nào mặc được size 34 thì chốt nha, 4 con 80 ngàn. Nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ, 4 con 80 ngàn, con cái con kia là con gà trước nữa, đẹp lắm. Rồi ai chốt xếp hổ cẩm lên, em xếp hổ cẩm nè. Quần nó là quần ống suông nha mấy chị, quần nó là quần ống suông nha nè. Đó, cho bữa qua nghi cho ai nè, ai kêu cái bộ ra bè là mặc đẹp hết. Ờ, bà nữ chắc hết. Ờ, chị thì con nữ bất thủy. Qua ra xin chậu thấy bà kia mua có mặt đẹp giả mang. Rồi xếp hổ cẩm nha mấy chị ơi, 59 ngàn. Bao đẹp cho mấy chị luôn, đẹp lắm. 55-60kg và mặc vô tư luôn nha. Do nó có bo mấy chị, nó bo nên mặc vô tư luôn nè. Rồi ai lên xếp hổ cẩm lên cho em xếp hổ cẩm, quần ống rộng 59 ngàn lên em mã hổ cẩm, 45-60kg. Chị nào có dáng 60kg mặc vô tư luôn nha. Lưng cao. Ok chị tiếp thông lấy luôn nè. Rồi ai chốt cho đi mã hộ cẩm. Hộ cẩm nha. Em vẫn còn khẩu trang nha. Chị đã chốt khẩu trang rồi em khẩu trang. Hộ cẩm. Chào chị Hoa Cao.
Cho em mẹ thổ cẩm. Thổ cẩm. Rồi quần tây. Quần tây 89 ngàn một quần nha. Chắc đẹp mê ly luôn. Rồi quần tây cái con này là mặt trước là lưng bản nha. Quần tây phía sau nó lưng thun nhưng mà thun ấy nè. Thun là thun bản bự á. Rồi mã này mã 68 kèm size. Rồi mã này mã 68 kèm size cho thương nha. Đúng size. Đúng size. Dạ này mặc lên đi chứ. Làm nhiều ăn nhiều mặc nhiều. Thổ cẩm tôi mặc đẹp đến bà đúng rồi. Tôi mà cái đùi tôi nhỏ nữa tôi mặc mới đẹp. Để em ruộng bớt cái quần này xuống cho mấy chị thấy cái lưng của cái quần tay chứ không à. Đó quần tay là lưng siêu cao nha mấy chị. Quần tay mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Thổ cẩm có một mèo đó thì hết đó rồi bà ơi. Thổ cẩm bà mặc đẹp lắm phải không? Dán bà đẹp không? Dán tôi mà. Dán tôi cái đùi to quá. Rồi ai chốt quần tay mã này mã số 68 kèm size. Ok chị Ngọc Hương. Ok chị Ngọc Hương nè. Quần lưng đi. Chị biết ngõ em lấy chị ơi. Quần lưng gì em? Quần quần ngố đi. Quần lửng đi. Quần lửng có quần lửng sinh nhiệt chứ máy đâu. Quần lửng có quần lửng sinh nhiệt là chứ quần gì đâu. Có một mẫu gì đâu. Quần xeo lưng hả? Quần xeo lưng là quần đây nó có size. Nó có cả bản chữ và bản bản khuy nha em. Chắc là chắc ông mì thun á. Thun u mì á. Rồi ai chốt có quần thun nam mặc là chốt mã 68 89 ngàn một quần nha. Đủ size cho mấy chị luôn nha. Chốt em mã số 68. Mã số 68. Ui mẹ ơi. Mã 68 đủ size. Thổ cẩm 60kg mà có dáng một xíu nha chị. Thổ cẩm 68kg có dáng 60kg có dáng một xíu. Mã 68 đủ size ai chốt báo rồi em mã nha. Mã 68 hết áo thun nam rồi chị ơi. Mã 68 đủ size. Chốt cái em mã 68 đủ size. Rào giờ em còn cái bộ này. Cái này coi như em bán cái áo tặng không có quần nha mấy chị. Do cái quần về nó hơi mỏng á. Cái quần nó hơi mỏng. Bộ này là do em chung là em cũng bị hố cái bộ này. Bộ này quần em mặc vừa này nha mấy chị. Đó nó coi giãn mạnh nha. Nhưng mà em chốt xa tầm dưới 50kg thôi. Bé 30 tôi dưới 50kg 25.000 bộ. Em bán lỗ luôn. Do em nói chung là cái quần nó hơi mỏng. Áo thì tuyệt là đẹp luôn. Áo rất là đẹp luôn. Giờ coi như bán áo tặng cái quần. Em thương mặc nè. Quần mặc vẫn vừa. Nhưng mà bé tầm 30 tới dưới 50kg thì mặc ngố nó sẽ phủ cái lâu hơn nha mấy chị. 25.000. Áo treo là 100.000 ba cái. Áo treo với lại quần á 100.000 ba món. Em muốn chọn gì chọn. Rồi giờ em bán 25.000. Cam kết mấy chị bán áo tặng quần. Không tính tiền có quần mà còn bị lỗ ra. Quần này mặc thoải mái chị ơi. Quần coi giãn mặc sướng lắm. Mà điều cái giãn hơi mỏng một xíu. Mặc vô như ngố cái áo phủ. Lên bao quần 42kg coi bít tiền đổ nè. Bé 30 cho tới dưới 50kg mặc vừa nha. Rồi ai chốt bộ xanh 25.000 lên đây bộ xanh 25.000. Bộ xanh 25 lên đây bộ xanh 25 quần thương mặc nè. Coi giãn thoải mái mà. Rồi ai chốt lên cho em bộ xanh 25. Bộ xanh 25.000. Em còn mấy bộ á. Để cho con 1, 2, 3, 4 bộ. Đổ không? Một kia hả? Hãy đếm hết. Chị gửi khẩu trang y tế chưa số? Thì Dương à, chưa chạy. Chị chốt hồi nào vậy chị Dương? Chị chốt hồi nào? Rồi 25.000. Bộ xanh Highland cho chị Huyền Trang. Ok chị Ngạp Hương này. Ok chị Ngạp Hương. Hai áo vàng xanh của bên chị Huyền Trang đây chưa? Huyền Trang hả? Thành sắp mắt đi gặp. Vàng xanh. Bộ xanh Highland em nói thiệt là bán áo em tặng quần. Em nói thiệt. Hồi bữa nói thấy ok hả chị? Coi thử đừng chị Thùy Dương ấy, để em coi thử nha. À ok nhưng mà có phải chị đặt qua tin nhắn không chị? Chắc khẩu trang bữa nay mới về á chị yêu ơi, chị lấy bao nhiêu cái? Thùy Dương, để em kiểm tra Thùy Dương thử nha. Hai bộ xanh chị Trần Thúy.
thể dung thế giới không. Ủa sao hai đêm em nói thiệt là em bán cái áo em tặng cái quần mà em đang lỗ nó đó chị, cái quần gì nó hơi mỏng, trong là bé 30 kg thôi là mặc vô tư nha. Đúng đó chị, vậy là bữa nay nó mới về chị Thị Dung ơi. Đúng rồi chị Thị Dung chưa học. Bộ này 60 kg vừa không? Không không, bộ nó 60 kg không vừa đâu, thương 55 kg thương mặt đó. Áo thì vừa chứ mà quần nó nhỏ như này nó mỏng á. Áo không đẹp lắm. Rồi thương xe cho mấy chị 25 ngàn. Ok chị luận nè. Hàng có xong nói vậy, về mấy chị mặc được rồi mấy chị mặc. Chị Thị Dung dạy vậy, in đơn khẩu trang chị Thị Dung rồi chốt cái nhà. Chị lấy 50 cái khẩu trang theo bao nhiêu chị Dung? In rồi. In rồi không? Công ty gỗ Thiên Phát hay cái đơn ngày hôm qua của ai cũng thấy công ty gỗ. Không, cái đây Thiên Trang có chị chứ đâu có phường xã gì đâu. Em chưa đi rồi. Ba hộp lớn, loại nem gói 69 nhé, một hộp nhỏ 70. À chạy cái hộp nhỏ em chưa về táo chị yêu ơi. Bộ 25 chị Linh Phạm Linh. Mấy chị chốt cái bộ 25 mặc đi, em nói thiệt. Em nói mỏng là mỏng so với hồi giờ em bán thôi, chứ mấy chị mặc vẫn ok. Sao em ở Hoài Thanh? Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định nha. Shop em ở Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định. Hàng em bán có sao là nó dày, cái quần này nó hơi mỏng, làm nó hơi mỏng. Hôm bữa em bán em cũng có nói á. Thương em lòng say. Vậy mấy chị mặc chứ ngố là nó phủ cái áo mà. Ôi quần tay nó đẹp á chứ mấy chị. 89 ngàn một quần. Ôi quần tay mày. Cái quần tay mấy chị mặc vô giống y là mê cho mấy chị luôn vậy. Nó đẹp lắm. Đẹp từ phôn cho tới chắc luôn. Đó, lưng cao. Rồi ai chốt mã quần tay. Mã này là mã bao nhiêu đây ha? Mã này mã 104 cho em nha. 104 cái lưng của nó đây. Chị Trương Khải ơi, cái đơn hàng của chị còn ba cái ngực có mà. Em thấy chị kệ để lên nhà lấy á. Đẹp lai lai tràng bộ xanh hai lên nè. Mấy chị mua cái bộ xanh hai lên đi. Em nhập vô 28 ngàn hả mấy chị. Nhưng mà do hồi giờ em bán hàng là cái giải nó đẹp quen rồi, nên cái đó cái quần nó hơi thua một xíu. Bên em dù ốc khoác gửi chị luôn đi ra không? Đó. Chứ để thương quảng cáo đẹp lếm mà về mấy chị nhận không ưng là mấy công mấy chị buồn lèo nữa. Lần xe không dám vô shop qua mà nó nói đẹp lếm mà về đồ mất gốt. Đó. Đây nè, đẹp chưa? Cái quần tay này cực kỳ đẹp, dáng nó thương có mặt mẫu luôn, có đủ size. Mấy chị chốt em mã 104 kèm size 89 ngàn một thuyết một quần cho thương nha. Thúy Thanh quần nào ta? Ta quần nam hả? Chị Thúy Thanh bữa qua chị có hai quần giữ nhiệt là lộn chứ bà Thúy Thanh kia nè. À, dạ để bữa nay em gỡ luôn hai quần giữ nhiệt đó. Chưa gọi chị Thúy Thanh ơi, em chưa gửi. Quần tay đẹp em đăng lên nè. Quần tay đi đẹp trong nhạc hương này. Quần tay này người ta không có mê khuy để bỏ nịt nha. Quần tay này không có mê khuy bỏ nịt. Dạ không, em không có bán đó. À hay là có mấy cái mé nó bị bể, mình bán cái dao không mà biết bán nhiều tiền trời. Dao không biết bán nhiều tiền. Có mấy cái em về nó bị vỡ do vận chuyển nó bị vỡ. À cô Tấm Nhi hả? Vàng trắng nâu, ok chị yêu. Rồi quần tay mã 104 cho em nha. Dáng của nó là dáng bé ghê, mặt siêu đẹp, khuôn mặt mẫu nữa nè. Quần mặt không bao giờ bị đề phô, nói chung là quần mặt rất là đẹp. Quần tay là nó không co giãn nha. Quần tay là không co giãn nha em, chắc chứ chưa. Mà khuôn mặt thì cũng thích mặt không co giãn với chị. Nó đứng cái quần nó đẹp hơn, co giãn với chị bị khủng gấu. Quần này không có màu nâu hả? Màu đen mà chủ yếu à? Em không có màu nâu chị ơi. 104 chị 60 kg là phải 2X mà hết size rồi hay sao á? Mã 104 hết size. Còn chị lấy mã đây nè, mã đây có size cho chị nè chị. Mã đây có size cho chị nè. Mã này em có size chị, dáng bikini lưng cao một nút đẹp lắm nè. Ba nút, mã này lưng cao 3 nút. Con này là mã một đêm còn size gì nữa còn nhiêu đây ha. Mã một đêm đó. Ừ, mẫu cứ còn nhiêu đó. Đây là mã 003. Mã này biết tay này dáng quần bikini nè mấy chị. Mọi người nè, lưng cao 3 nút giống quần bikini đẹp lắm. Con này bây giờ cái size ra khuôn mặt hơi rộng nên không ướm cho mấy chị thấy mẫu luôn. 89 ngàn. Một quần chị mới mặc đó 60 kg là mã nhiêu em? Má mặc là mã không 60 kg lấy qua mã đây đi mấy chị. Mã bikini 3 nút lên. Cho rộng. Chơi 60 kg mấy cái quần đi thương sợi chặt á. Lấy mấy cái này nè, đẹp giả mê. Đó, dáng quần bikini. Quần bữa nay là người ta mê có mấy ké vậy không này. Đẹp lắm, lưng cao 3 nút nè. Sáng mai em gọi nha. Không 14 con số 5 kg nè.
chạy nào lẽ chốt sai 60 kg rồi chuyển qua cái quần này đi. Em mua thêm cái lưỡi dao mấy xe thiệt kia. Để gì coi mấy cái mép mà Thương Hoàng chuyển nó bị bể gì á. Con ái thì lấy cái lưỡi dao ra. Quần tôi tự nhiên gửi cho cái mặt đi. Nè, nâng cao ba nút đẹp lắm đó. Rồi cái dáng quần Thương đang mặc, quần của nó là quần baggy nha. Má chạy về 60-62 rồi chốt qua cái mã này đi. Mã 100. Mã 100 giùm Thương nha. Chốt cái em mã mà Thương đang mặc là mã 100. Rồi, mã 100 89.000 một quần. Chốt cho em mã 100 nha. Mã 100 nè. Đi con đường năm theo ta. Nói lộn xộn. Một trăm xéo một ký lời xl xl cái để cho mắt mặt á, để xéo một ký thấy đòn. Mã một trăm chị La La Trăng bao nhiêu ký? La La Trăng xéo một ký, xéo một ký luôn á. Xl này chị La La Trăng có bụng luôn chị, có bụng em lấy nhất size xíu, còn không có bụng em lấy cứng size xéo mưng. Chị có bụng không? Còn đem xéo ký, còn đem xéo ký mấy chị mặc ngang size với Thương á. Rồi quần này Thương còn một con duy nhất xài. Thủy Ngô Thị mã 100 bao nhiêu ký chị? Lên số ký cho em đi. Thủy Ngô Thị mã 100 nhiêu ký em yêu ơi? 60 ký luôn. Đây chị lại căng. Quần này cũng đẹp lắm nè. Còn một con duy nhất là size XL, tức là L nè. Thương mặc á, Thương mặc size L mà quần này Thương mặc XL được nè. Còn là đẹp ghê, đẹp quá mấy chị ơi. Mã 62 cho em. Mã 1 em còn cách 2x nè. Chị Lộn Sao chị ở đâu vậy chị? Ở Hoài Ăn gì á. Ship Hoài Ăn 20.000. Đẹp chưa mấy chị? Còn một con size XL nhưng mà đúng chuẩn của nó là size L Thương mặt nè. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Thiệt. Quá đỉnh. Mã số 62 còn một con duy nhất Thương đang mặc nha. Quần tay nhà Thương mấy chị khỏi lo. Mã 100 em bể ký nên mẹ tí hết size. Hết size rồi. Còn size này ít. Chị Ngọc Hương thì mặc vừa size ít thì em còn bình thường lấy chị đúng size nha. Ok, chị Lộn Trăng ba áo này. Rồi mã này nó là size L mấy chị. Đó, mẹ cái này size L nhưng mà đúng chuẩn form của nó là size L. Do Thương mặc là Thương biết. Thương mặc size L. Thương 55 kg. Chứ đùi Thương to nên Thương mặc ngang size với mấy chị 58 kg. Áo không có mặt, không có màu riêu không chị? Áo không có màu riêu. Mẹ cái xanh này, hết xanh rồi. Hết xanh rồi. Lắc nó đi, hết hết rồi. Quần tay mặc vỏ che mấy chị, nó đẹp giả dạ, man. Quần tay Thương bán lô này nữa là trên 500 quần tay rồi. Còn lại mấy quần nữa là hết, không có ống xuyên nữa nha. Tại nào Thùy Dương ơi? À, cái mã 100 hả? Bữa nay em nói thật là em không có cam kết được cái nghề lớn với mấy chị nha. Do bữa nay em phụ thuộc bên bưu điện á. Chị nhiều. Báo nói trẻ ở sale xem cái nha. Bộ nhiều khi mấy người cố gắng nè. Lấy ba lái ba mẹ á. Là ngày mai Hội An sẽ nhận được, hoặc là nói chung là ngày mai là trong tỉnh Bình Định nhận được hết. Nhưng mà bữa nay dịch Thương không có đảm bảo được là tới ngày đến nên mấy chị chịu khó. Đã mua hàng nhà Thương thì chịu khó chờ nhận một xíu nha mấy chị. Tại do bữa nay đang dịch á, bưu điện nó đang nhiều khi nó hơi chậm. Mã đang mặc đáy 50 kg. Mã 62, mấy chị ơi đẹp cái mã giùm Thương nha. Nhiều khi cái bình luận mấy chị nó tới chậm á, cái Thương cẩu quần ra đầu mấy chị mới. Nói chung là cái mã 100 là em còn đúng một cái size 2X là phải tầm xéo 10 xéo 2 kg. Ờ. Áo phía sale 100.000 ba áo hoặc là quần. Quần dưới áo muốn chọn gì chọn. Chị đẹp kêu chốt mã khác đây chị ơi. Mã 030. Mã 100 em lên ký hết size là em gài qua gài lại. Đẹp chưa? Áo phía sale, để quần phía sale em đăng cho là 100.000 ba món nha chị Mỹ. Con này size XL nó cũng là size L nha. Nó cũng là size L. 38 là La Trăng. Nói chung là quần tay nhà Thương là mấy chị khỏi lo. Khỏi ấm một size 38 rồi không? Còn phọt nào nó cũng đẹp hết á. Rồi cái này Thương ra gà qua gà lại vậy nha. Đó là mã gì? Mã này 030 còn một size duy nhất. Form tầm 55-56 kg, quay đầu là mang vừa cái mã này nha. Mã 68 còn size 60 kg không em? XL được không? Ờ, không. Không được không? Anh đang xe 8 là mã quần này. Ông đúng, của bạn xe lưng xước khó sườn này. Mà xe cái lưng thun. Xe 10 kg. Không. Không vừa.
Không vừa chị thấy đâu. Ok, chị yêu luận tràng, mã số 2. Số 2 đây. Số 2 đó. Okay, rồi đây là mã 030 nha mấy chị. Mã 030. 030. Nè, cái lưng quần đẹp lắm nha. Đó, dài que dài. Vậy đó. Đào nó lo nó một khúc khúc nữa là thành hai hộp. Rồi mã này là 030, em còn một size XL. Em còn một size XL nè. Ừ, 030. 030 còn một size XL. Rồi đây là con ống đúng. Em còn con lưng cao 3 nút để mã số 62 nè, size XL này em. Ai chốt nên bể số 1 ký đó. Nên bể số 1 ký. Ừ. Không cái mã mua con gì á, Tặng Yến á. Đây nè, lưng cao 3 nút nè. Chốt bể luôn đúng không? Ừ. Chị Trần Yến ơi, chị có cái mã 1 trên nên bể ký. Thì đó, mã 1 trên đó. Ok, chị Trần Yến có mã 1 trên nên bể ký nè. Đổ qua xa lời, mấy người xếp ký. Xíu nghĩa. Nên mua cái khẩu trang, ok, chị yêu xíu nghĩa nè. Xíu nghĩa nè, khổ nè, sao thấy vấn bé vậy nè. Mã 030. Rồi em còn một cái quần kem. Mà không bao không kem, cho chị em yêu 69 ngàn. Phạm Ngạc Linh Đăng này. Màu kem đẹp đấy. Quần đen là đồng giá 89 ngàn nha mấy chị. Màu kem em xe 69 ngàn. Coi cái mã quần này. Đẹp ghê mấy chị. Chị là thích quần kem, lên quần kem. Cái lưng của nó nè. Trong là phọt quần đẹp đấy. Phọt nào cũng như phọt nấy. Ở như thương mặt kìa. Đây nè. Đó. Không bao không hết. Cái kéo xem đồ gà cái đây. Đẹp chưa. Rồi mã kem. Kem em còn một size XL luôn nha. Sao còn size XL gì vậy? Đó, 55kg quay đầu. Đẹp chưa? Rồi chốt cho em mã quần kem là em xeo 69 ngàn nha. Quần kem 69k. Mấy chị ghi chú dạy cho em nha. Rồi xanh đen em cũng xeo 69k. Con này khóa sườn. Mấy con này dám bắt ghi đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, dưới 55kg bình thường nè. Quần xanh đen xeo 9 ngàn. Rồi xanh đen xeo 9 ngàn. Cái này về mấy chị thích thì đẻ, cái này không thích thì tháo mấy chị. Tháo ra cho rầu để thằng quái gì đâu. Thương về thương tháo cái này ra. Nó cũng size XL luôn mấy chị. Đen khuy cho em nha. Để phân biệt. Cái này là mấy chị có thể tháo gia đình làm kiểu gia đình cho mình đó. Mình thích. Mấy chị đính về thôi về mấy chị cũng thích lấy cái dao lấy ra. Xem thằng của quần đen trơn bình thường. Rồi đen xanh đen khuy cho em nha. 69 ngàn size XL luôn. Rồi thương còn một cái phọt quần này size S các bạn. Thương mặt không vừa cho không mặt mẫu cho mấy chị coi. Đẹp lắm. Rồi vàng bò size S em xem xeo 9 ngàn luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy con quần này đẹp lắm. Đẹp chưa? Size S. Con này dây kéo ở phía sau nha. Chị là mặc vừa size S chốt quần này nè. Chốt em mã quần bò size S. Quần kem. Kem em còn S nữa nè. Kem em còn size S nữa nè. Xeo 9 ngàn. Kem em còn size S nè. Kem em còn size M. Dạ là kem em còn S. Còn size S, size M nữa nha. Đây là xanh đen. Rào. Chị nên mốt ký quần đen. Mốt ký quần đen lấy size mã số 8 nè. Rạc, quần chết thật đất, sợ đi xung rồi. Lụm cho hốt cho mình ít cộng thì bỏ dưới học đây luôn ha. Ờ, mèo kem là em xả xe 9 ngàn. Ờ, đem 1 ký lấy xe M đi. Ok, quần kem chị Thùy Dương xe M. Quần là có, quần tay em có size 60 ký chị coi xin chơi nha, mấy ký đẹp lắm chị. Vàng bò em muốn 8 ký vừa nha, xe S mà. Vàng bò em muốn 8 ký bao vừa luôn. Mặt đẹp với chị, bộ mặt luôn đi. Luôn á, cái quần vàng bò đẹp lắm. Vậy mà không vừa chứ không, chị mặc mẫu cho coi. Quần này còn mấy quần liễu. Quần nó có 2 quần. Còn mấy nữa. Sao lờ với sao gì. Phải nhớ hát cái được lờ luôn á. Chị quanh gọi cho gì hết. Không, một cách sẽ ép. Nè chị. Em còn một cái mèo kem size S là một cái mèo bò size S nha. Hốt đi. Hồi nãy là chị Thí La có quần xì mát 2 cho bỏ vậy phải không? Ừ, sao không có. Sao không có sao. Thí La có quần gì á phải không?
Nãy chị hỏi quần bách ghi mà. Rồi em còn hai cái quần ngố đen, còn size S với size L. Em size 39 ngàn. Em nói nó đẹp lầm lộn luôn mấy chị, kèm theo cái đai nịt cho mấy chị luôn nha. Không, size này lỗ quá, tát đế luôn đó mấy chị. Rồi ai chốt ngố là lên ngố, thích đặt ngố lên ngố nha. 39 ngàn, dẫn cho 39 ngàn. Đủ chữ nha. Ngố vậy nè, đó, lưng cao nha mấy chị, lưng cao. Mặc cái áo laptop rồi đẹp á. Rồi em còn hai con ngố 39 ngàn. Em còn size S với size L. Ngố em còn size S với size L nha. Quần ôm mình vàng cũng còn nè. Ủa hôm qua chị có bóc bỏ cho bà ấy không trời. À nhị, cũng nhị nè, nó chốt nè. Nè, về bỏ riêng luôn đi. Nhị ơi, có nhị đó không ta? Có. Quần ngố đen L cho chị ấy. Mỹ phẩm nè. Thôi chà. Nhảy, quần này còn nè, em có lấy không? Hồi nãy nó đã chốt đi 2x về. Quần vàng 2x nè, còn quần vàng 2x cho nó. Với lại chốt cái gì bo ấm 2x nè. Rồi quần này đẹp lắm mấy chị ơi. 79 ngàn một quần. Em nói thiệt không, đẹp khỏi lấy tiền mà chạy luôn. Chắc ô mì nó là đỉnh luôn nè. Ngố L là còn ngố S nè. Đẹp lắm, quần nó chắc chắc chắn hết chưa? Hết rồi, còn hai cái này. Em còn quần đùi chờ xíu lên lên sale quần đùi cho mấy chị. Quần kèm nịt luôn. Đây đây, đẹp chưa mấy chị? 79 ngàn cho em nha. Ờ. Để giúp mình. Ngón tay đây. Ok, ngón tay chị con này, máy lệnh lên số ký em bóc size cho. Đó, lên số ký thôi bóc size bởi vì quần này nó coi giãn dễ mặc lắm. Đỉnh luôn mấy chị. Em nói thiệt mấy cái quần này nó mấy chị là mặc siêu phê. Ông mình là em nói mấy chị là mặc siêu phê. Con này có bo ống nha. Con này có bo ống. Chị nó thích bo ống thì hề bo này. Đậm xí cái quần này rầu nhưng mà thương để thử cái quần này é thương mặt. Quần bo ống đẹp lắm. Rồi dáng của nó đây mấy chị ơi. Siêu phê. Rồi ai chốt quần này lên cho thương nha. Quần này thương còn size. Thương đang mặc size L á. Còn size L này. L. L với XL. Nhưng mà quần này L mấy chị 50kg mặc vẫn được. Do nó co giãn đó mấy chị. Quần này đẹp lắm luôn nè. Được nè thầy Dương ơi, được một cái quần kem size M nha. Rồi ai chốt mã bo lên em, mã bo này, mã bo kèm số ký đây, thương bóc size cho. Bởi vì cái số ký, ví dụ cái số ký nó có thể mặc được 2-3 size mình được. Bo ống. Quần 50kg. Lấy size L đó. Quần dày dạy chị Văn ơi. Chị Văn yêu là chị chốt ô mì theo quần ngố chạy ơi. Văn yêu lấy ô mì theo ngố vậy Văn. Rồi đây là quần viền vàng bo 50kg á. Ờ, lấy size L. Anh này đó, đẹp chưa? Rồi viền vàng em còn S chứ L. S, M, L. Quần viền vàng em còn S, M, L 79 ngàn. Quần ô mì nhà thương là thương bán quanh em suốt tháng, có gì đừng có lo hết. Không bao giờ bị xù lông, không có luôn, không bị cắn chỉ nha mấy chị. Đó. Dù có bánh cửa nào cũng không bị cắn chỉ luôn á. Đây nè, mặc lớp đêm quá giờ nè. Chị là mặc lớp từ đêm quá giờ không hưng quá vậy quần đây. Mặc cả ngày mấy chị đi làm về nó cũng bị bám bụi sập trơn vậy á. Đẹp lắm. Quần thương đang mặc 40 ngàn, ai mua thì chốt nha. Trong lòng quần ôm mì là nó siêu đỉnh luôn. Không chị khỏi lo. Không như đó. Tặng như ôm mì đúng hết không? Cái đây là bên đó là không bo, bên kia bo. Bo là cái mặt đen. Ừ đúng rồi. Quần viền có không bo có. Có quần vàng nè. Ừ lắm. À quần vàng đó là không bo, viền vàng không bo thì vẫn có viền thể thao không bo. Em vẫn có dáng ôm mì 79 ngàn nữa nha. Ôm mì Becky 79 ngàn nữa nha. Đây. Còn L thêm L. L, 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 L. Còn có hai cái hình ừ. Đây em vẫn còn quần dáng Becky nha mấy chị. 79 ngàn nha, chị là thích Becky, ôm mì là lên Becky nè. 79 ngàn lên em Becky nè. Chị là thích Becky lên Becky. Rút cho cọ chị cũng có tay ở xuống để quần S39K tôi hiểu. Quần ngố S hả? Hết rồi mà. Cô ơi rót miệng miếng nước con. Hết rồi chị Tài Linh gái ơi. Chị nói gì? À, rút cái chuyện cho quần tay ấy. Rồi, quần tay ống chung á, mã 0, mã 2, 3, 2. 232 với 0.3 là 1. Đây nha mấy chị, em vẫn còn U11 viền nữa nè. U11 viền to. Sai gì, đẹp sai gì? Mẹ không? Cái L. Cái chung L.
chạy ít cái lờ quần cái lông chạy đâu cái trong ngủ cái gì quá đó. Quần viền vàng 79. Ok chị Tường, Tường Khuê này nên 4 à, nên 4 ký L. Này em còn một con tay ống thun, trời ơi siêu đỉnh chị ơi. Tay ống thun đủ size, lưng cao 2 nút. Đỉnh luôn mấy chị yêu dấu của em ơi. Đây. Con thun đó mấy chị siêu đẹp luôn, 89.000 một vòng. Ôi mày một viền cho em 4 xếp ký, một viền. À một viền to đây hai em, 4 xếp ký. Rồi lên cho em nè, đỉnh chưa mấy chị ơi. Con này ống thun nha, 89.000 em còn đủ size. À nó hình như nó không còn size M. Hai mấy đứa nó hỏi chị không còn. Đây, rồi ai mua ống suông lên em, ống suông nha. Đẹp lắm, tay này cũng còn mờ. Còn mờ ý, dạ qua là có chốt. Dạ có tay 60kg nha chị, Hoa Xin Chi ơi, tay Bách Ni 60kg đẹp lắm. Chị chốt thôi, chốt cho lưng cao 3 nút cũng có, lưng cao 1 nút cũng có. Chị muốn mấy nút là muốn mấy nút. Bách Ni lưng suông đây 16kg là cái Bách Ni u mì á. Đây, bỏ vô luôn đi, để lộn như mấy cọ quần khác. Chị Thủy Thủy La. La. Chị chốt u mì phải không chị? U mì Betty phải không? U mì Betty phải không chị? Quần em đang mang là quần sinh nhiệt giảm mỡ 40.000 một quần. Chị là thích thì chốt. Bên trong nó có lớp cách nhiệt. Có quần ring. Dạ hiện tại là không, em đang về quần ring á mà em không biết là có không. Phía sale là thảm tập, dạ thảm tập mà hết rồi Hà Trang em ơi. Thảm tập mà hết rồi. Rồi mã 232 ai chốt size nào báo em nha. Mã 232 là quần lông ống suông á, 50kg có size mà em, quần ống suông gì đó đủ size mà. Nếu mà bình thường em mặc S thì bắt S mà bắt muốn mà mặc M bắt M. Đây đây là quần một viền nè, một viền to. Cho chị xem thử. Đó là cái mã 100 hay là mã gì nữa đi. Mã gì nữa đi. Mã gì có size 60kg nữa đi. Mà 104 hả? Không, cái lờ không vừa đâu, chỉ có nhắn Big Ghi 16kg vừa à. Big Ghi thì chị... Mã 1 gram như... Mã 0099 em đang cầm đó 099 này. Ờ à. Có size luôn á. Ờ à. Rồi ai chốt có quần thương xem, thương mặt đây. Mày bụng nút nha. Ờ mày mãi thương chín. Đó là một quần to cho em nha mấy chị, siêu đẹp nha. Rồi ai chốt quần này lên cho em quần này nha. Mã 1 trang vẫn còn cái hai ít nè, chốt kỹ to. Cái này nè, cái dừa. Lấy size M ống suông ok em. Tay chị yêu ơi. Giáp Becky em còn 1 nút và 3 nút. Mấy chạy muốn mấy nút mấy nha. Ok chị Trang ơi nè. Đây là 3 nút này, lưng cao 3 nút. Giáp Becky, tay chị Hoa Xính Chi nha. Quần đẹp lắm, khỏi phải lo quần tay nha mấy chị, em nói thiệt. Đẹp từ chắc cho tôi phôn về 6 cứ trả em nha. Đó. Đây là lưng cao 3 nút giá ống suông. Size to đây, chị Hoa Xính Chi. Và em còn loại 1 nút nữa nha. 1 nút em còn đủ size nè. Mã này là mã số 99. Ai thích 1 nút thì chốt mã 1 nút nha. Đó, đây là lưng cao 1 nút. Còn nghĩa là lưng cao 3 nút. Viền vàng một cái, viền trắng một cái. Ok, viền 2 ký. Đẹp chưa? Chà viền vàng hết viền 2 ký. Em mờ đó hết. Mày bị ngủ gặp thế. Cái này viền trắng còn M không? M L gì cũng được. Đây nè M nè. Đây. Quần nghĩa mặc lên cầu lũ ép á. Hai cái cầu quốc tăng lớn hết á. Ok chị này nghĩa nha. Hả? Anh chỉ có một quần lũ gì nữa hay sao? Để viền 89.000 cái chị ơi. Quần tay là 89.000 nha mấy chị. Quần u mì là 79.000. Ở đâu sót lại cái mã này. Thì một hai quần không? Vùi lắp nó ngày hôm qua chứ đâu. Vùi lắp. Rồi em còn quần hai viền nhỏ có bo ống nữa này nha. Đó đẹp đến size M nè. Chốt em mã bo ống nha. Chốt em mã bo ống size M nè, 79.000 nè. Rồi em có quần không bo. Quần không bo một viền nhỏ. Quần nào cũng đẹp đó mấy chị. Nói mấy chị nó đẹp giả mang đẹp luôn. Rồi quần không bo một viền nhỏ nữa nè. Đó mấy chị chốt kèm số ký để thương bóc size cho nha. Quần không bo một viền nhỏ nữa nè. Đỉnh chưa? Đây quần bo hai viền này. Đây một viền nhỏ. Quần bách ghi u 10 nên xéo ký. Mẹ Thí La chốt rậu. Để chị Thí La chốt rậu mà chị. Để chị Thí La chốt rậu mà. U 10 bách ghi XL luôn đẹp. Bảo Thi chốt. Hãy cho con hãy còn thôi.
Mặc thử u mì bo mà không bo thử xem. Quần tay nâu không có sao lên ký. Con cá sẽ ép đi. Quần em nói mấy chị là mặc khỏi ghê đi. Khẩu trang bí chua về chị ho xính chi. Lấy chị đã lắm. Lấy chị một quần ba nút ok chị đi. Đai nha. Nói chung là siêu đẹp. Phong quần. Ủa mày mấy chị khỏi lo nè, mấy chị nó đẹp. Đây là phong bo nè. Phong bo. Đó, đây là phong bo. Chị nào muốn bo thì chốt bo. Đây chính nha. Em có sọc 3 viền nữa nha, sọc 2 viền to, sọc 3 viền nữa. Em có cái sọc này bo với không bo. Còn sót một con đơn thiêu á. Em còn sót một con trơn xe ép này. Đúng không? Mấy nhiều người hỏi đấy mà em không nhớ sai. Em cứ có hết. Máu vừa mặc cái không bo đấy. Em còn một con trơn không bo nè. Trơn. Chị này nghiễn chút, không bo hai cái rồi mà. Một cái viền vào, một cái viền trắng đó. Đây, đây là đây là sẹo học sinh ấy. Em có bo và không bo. Đây, con này em cũng có bo và không bo. Chốt cho em là mã 3 sẹo bo và không bo. Con này học sinh mà mang bao đẹp luôn nha. 3 sẹo bo và không bo cho em nha. Chốt cho em mã 3 sẹo bo và không bo. Bo và không bo. Quần không bo vì nhỏ. Bo và không bo cho em nè. Đẹp. Quá đỉnh luôn. Con này cũng có bo và không bo nha mấy chị. Chị thích mặc bo ống thì chốt bo ống. Mà thích không bo ống thì chốt không bo ống. Cứ vậy mà chốt. Rồi em còn mấy con áo ba lỗ thun thái. Mèo vàng bò. Ok chị tường bò. Rồi 55 ký quay đầu cho em nha. Đây là phun ôm nha mấy chị, phun thái 45.000 một con. Có đính phụ kiện nha. Chị là thích cái này thì chốt 45.000. Còn gắn gì cái đấy đâu. Hả? Gắn đâu. Dây in đâu? Để. Chị để đâu? Một sẹo không bo chị vừa mặc nha. Một sẹo không bo chị vừa mặc. Là cái một sẹo trắng nãy không? Học sinh không? Áo này là dán ôm nha mấy chị. Áo này là dán ôm, chị là thích mặc ôm là chốt nè. Đấy. Ok chị đẹp. Ok chị Trang Lê nè. Quần tay bếp ghi mũi mức 50kg thì chị Mỹ Thành Nguyễn nè. Đẹp chưa? Rồi ai chụp ai thích mặc áo ôm là chốt áo ôm 45.000 này đây mèo vàng bò nha. Áo theo còn đó chị. 100.000 ba món bất kỳ ở ngoài xe tường. Muốn quần là quần, muốn áo là áo. Muốn chọn thì chọn chị ạ. Em theo phía sau á. Rồi chốt em mã vàng bò 45. Con này con ôm xa 40 cho tới 55kg quay đầu nha. Con này là dáng ôm. Rồi em có mèo vàng nghệ đó nè. Em có vàng nghệ nè. Vàng nghệ nè. Rồi em có xanh dương nè. Em có vàng nghệ, em có xanh dương nè. Rồi em có vàng nè. Rồi 45.000. Đẹp lắm nha. Đây là vàng nha. Đây là xanh nha. Đây là vàng nghệ. Là chị Hiền Trang. Là vàng bò. Là chị Hiền Trang lấy một cái không bo không viền không? Cái xung đen chứ gì? Ok chị nè. Có cái xung đen nè. Rồi em có mèo xanh lá nữa nè. Em có mèo xanh lá nữa nè. Đó. Rồi áo 45 có mấy mèo đó nha. Có mèo trắng nữa nè. Áo 45 có mèo trắng nữa nè. Đẹp chưa? Rồi 45.000 lên cho em. Đủ mèo. Dán ôm nha. Áo này là dán ôm 45.000. Em có đủ mèo luôn. Xanh lá 45 cho chị Nguyễn Thị Thị Dung này.
ngàn một bộ, 95 ngàn một bộ nha, bộ mối Xuân Thái. Ôm 45 bộ vàng nghệ. À chốt áo vàng nghệ cho ba nghệ. Rồi bộ này bộ Xuân Thái nha mấy chị ơi. Bò vàng nghệ là hai cái không? Ừ, chốt hai cái không bà Tình? Ừ, cái bò với cái vàng nghệ. Rồi bộ này là ngố Xuân Thái, 95 ngàn một bộ. Con này xa 40 cho tới 60, 65 gì mấy chị mặc vô tư luôn á. Rồi chốt cho em mã là mã chữ nha mấy chị. Đây là chữ da nha, chữ da. Chữ da, quần nó mèo da nè. Chốt em mã này là mã chữ da nè. Chữ da. Rồi em có chữ xanh nữa nè, 95 ngàn nha mấy chị. Hàng Phương Thái đẹp lắm, Phương Thái siêu đỉnh. Hàng Phương Thái mấy chị mua tàn là 100 mấy ngàn bộ luôn, em nói thiệt. Con đang biết là gì chị? Nó đi rồi đó mà biết mấy ngày tới biết không? Con bà một 4 ngày nữa, 4 ngày nữa mới tới. 4 ngày chắc đi đơn luôn chứ giữ lại biết khi nào. Mấy chị mua chữ đơn rồi đi luôn đi mấy chị ơi. Đẹp chưa? Rồi lên cho em mã là mã chữ xanh nè. Chữ xanh, đây là chữ da. Chữ da. Em thấy mấy chị trong huyện mà như đi đường kia được tích lại đêm ngàn. Ừ. Thành ra có đêm ngàn mình xiết cho mấy chị. Em phải bù lỗ vô 5 ngàn. Nhiều khi không đủ đơn mình đi mình lỗ liệu à. Nhiều cái đơn mà có mấy cái đơn mà có mấy chục ngàn đó đi đổ mình phải bù mất 5 ngàn rồi. Sơn Diệu Nguyễn chữ xanh cho chị Sơn Diệu Nguyễn nè. Đẹp lắm mấy chị, 95 ngàn nha. 5 ngàn qua có chị 28 à, cũng gỡ. Gỡ không, luôn đi. 28 ngàn mình trích lại mất 5 ngàn. 5 ngàn. Bởi vì chồng khi mà mình thống kê mình đâu có tồn hao số tiền gì đâu. 28 ngàn mà gỡ gì? Chắc là phải kia là đơn trên một cây cao ấy. Tiền bên keo rồi. Ừ, tiền cái nữa. Chưa nữa mà 28 ngàn là đơn mình sẽ lỗ đúng không? Có mua gì 28 ngàn vậy? Có áo 9 ngàn cái gì mà 9 ngàn. Đó, nào không á, cái đó mình bị gọi chi cho khổ vậy điếu. Chứ 2-3 món mà. Rồi chốt cho em mẹ này. Cho có 9 ngàn đủ gỡ. Ừ. Rồi chốt cho em mẹ này mẹ chữ đỏ cho mấy chị. Chữ đỏ. Vẫn còn chữ xanh này em, chữ đỏ nè, chữ da nè. Chữ đỏ, chữ da, lỗ chết bà luôn. Rồi 95 ngàn chữ đỏ, chữ da. Rồi em có bộ phối nè. Bộ phối, bộ này là chốt em bộ phối đỏ, 95 ngàn em yêu ơi. Bộ thun bộ mốt thun thái 95 ngàn nha mấy chị. Bộ mốt thun thái 95 ngàn. Đây bộ này bộ phối nha mấy chị. Đấy chữ da, chữ da đi, chữ da mà đi theo chữ giá. Rồi bộ này cho em bộ phối đỏ nè. Bộ này cho em bộ phối đỏ, 95 ngàn một bộ, bao đẹp cho mấy chị luôn đó. Rất là đẹp, nó phối đẹp chưa mấy chị yêu. Áo sơ lưng với quần sơ lưng đang treo là 100 ngàn ba món á chị yêu tiếp cả. Rồi chỗ em bộ này là bộ phối đỏ nha mấy chị. Size là 40 tới 65kg về mặt vô tư luôn á. Rồi em có phối tím nữa nè. Phối đỏ, phối tím 95 ngàn một bộ. Được chưa? Phối đỏ, phối tím nè. Phối đỏ, phối tím nè. Rồi phối trắng nè. Phối trắng là có quần đen nha mấy chị. Đẹp lắm. Quần là có túi hết nha. Phối trắng nè. Phối đỏ nè. Rào phối xanh nè. Phối xanh nè. Xinh đẹp luôn. Đó, 95 ngàn một bộ. Phối trắng, phối đỏ, phối xanh. Rồi em lên mã chữ. Chuyển ai ngoại ta? Bạn có qua cả nhà rồi. Rồi mã này cho em mã chữ nha. Mã chữ.
hai chữ nè. Đó. Rồi mã đó là mã chữ, em có chữ bò nha mấy chị, chữ bò nè. Em có chữ bò. Rồi đây là chữ tím nè. Chữ bò, chữ tím. Áo ơi dạy quần khác mèo nha mấy chị. Chữ bò, chữ tím nè. Với chữ xanh, chữ vàng. Chữ bò, chữ tím, chữ xanh, chữ vàng. 95.000. Đó, chữ bò, chữ tím, chữ xanh, chữ vàng. Mấy chị hỏi ngố vô đồ thôi. Rồi em có bộ lon cam nữa nè. Bán bộ đang qua rớt lại cho mấy bộ quần. Rớt lại qua nhiều nhiều bộ ngố dữ vậy hả? Ừ. Rồi 95.000 có bộ ngố lon cam nữa nè. Mấy đây bữa chốt hơn người ta chốt quá trời không có chốt. Này có một đơn rớt lại chán phẹo. Chán phẹo. Vậy chứ. Mình hát. Rồi đây là bộ lon cam, bộ này bộ lon cam cho em nè. Đó, em có lon cam, lon đỏ nha. 95.000 một bộ. Đây lon đỏ. 95.000. Ờ. Rồi lon cam, lon đỏ 95.000. Thì đây 95.000 mà. Ờ đúng rồi, cái bộ phía dưới kia nó trên đây nè. Có một bộ thỏ, còn một bộ thỏ một bên nè. Lon cam, lon đỏ, lon xanh nha mấy chị. 95.000. Bộ lông xanh, hai bộ này bộ chuột. Bò đi, bộ bò đi. Em còn bộ bò xanh nè. Dạ em lấy rồi chị ơi. Bộ bò xanh cho em nè, đẹp chưa? Rồi 95.000 lên em, bộ này là bộ bò xanh nè. Bò xanh. Rồi bộ này là bộ chuột xanh nè. Chuột xanh. 95.000 lên em, bộ này là bộ chuột xanh. Đẹp chưa? Bộ này là bộ chuột trắng. Chuột trắng 95.000. Bộ này là bộ chuột trắng nha. Rồi có một bộ thỏ 105.000. Bộ này 105.000 nha mấy chị. Thỏ. Đẹp dạ em. Đây bộ thỏ 105 nè. Đó. Rào. Mấy chị mua nữa xuống like nha. Cái xe la dồn đơn vào đây luôn. Thoát ra vô lại. Chị coi đi.